bá đạo, ngông cuồng. Một người đấu hai cái phong vương cấp cường giả diệp thánh chiến lược thế nhưng là địa giới đệ tứ, địa sát quân chủ có một kiện hồng mông linh bảo, chiến lực không thể so với diệp thánh yếu bao nhiêu, hắn lại để cho lấy một địch hai vẫn là sinh tử bất luận. Không dám, diệp thánh không có mở miệng, địa sát quân chủ cười cười nói ra, lục ưng vương chúng ta cũng không cùng ngươi đánh, hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của ngươi, điểm ấy bản vương rất chịu phục. Bất quá, giang giật không phục a à hắn nói 10 năm sau hành hạ ngươi như cẩu, ngươi liền chỉ là 10 năm cũng chờ không tầm thường hay là. Ngươi là thật sợ, ha ha ha, bản vương sợ. Lục ưng vương cười ha hả, trên thân khí thức cuồng bạo đổ xuống mà ra, giang giật dưới chân phiến đá lần nữa bạo liệt, hắn lạnh lùng liếc nhìn bốn phía đồng dạng, ngạo nghễ nói ra, đã các ngươi hai cái lão ra hỏa ra mặt, bản vương cho các ngươi mặt mũi này. Mười năm sau giang giật nếu có thể tiếp bản vương ba chiêu, bản vương coi như thua, hắn muốn cùng mưa nhỏ kết giao, bản vương tuyệt không ngăn trở. Bất quá trong vòng 10 năm, Giang giật ngươi như còn dám dây dưa mưa nhỏ, đừng trách bản vương vô tình. Tốt, Giang giật nhếch miệng cười, kiếm trong tay lần nữa đứng vương áp lực chỉ vào lục ưng vương nói, vẫn là câu nói kia, ta 10 năm sau không thể hành hạ ngươi, ta tự vẫn tạ thiên hạ. chương 1482, Giang giật chiến thần. Lục ưng vương đi, mang theo Giang tiểu nô đi, Giang giật chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị mang đi. Hắn không có thực lực đi ngăn cản, cũng không có lý do gì đi ngăn cản, bởi vì kia là Giang Tiểu Nô lão cha. Bầu trời kia hai tấm mặt dần dần biến mất, Giang giật thân thể rốt cuộc trèo trống không được nữa, quỳ một chân xuống đất, nếu không phải hỏa long kiếm trèo trống sợ là muốn sụi lơ trên mặt đất. Lục ưng vương thực lực quá kinh khủng, mặc dù không có công kích hắn, nhưng khí thế kinh khủng đã chân áp đến hắn nội tảng vỡ vụn, xương cốt nhiều chỗ vỡ ra. Để Giang giật thống khổ nhất là, không ai qua được đau lòng. Lần trước tại Thánh Linh Sơn Hạ Giang giật tâm tựu bị hung hăng đả thương một lần, không có thực lực cường đại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem y phiêu phiêu bị trấn áp, không cách nào giải cứu, lần này cũng giống như thế, không có thực lực hắn chỉ có thể nhìn Giang Tiểu Nô bị mang đi. Đầu của hắn thật sâu thấp, con mắt nhắm lại, nội tâm của hắn dấy lên hừng ngực lửa giận, đối với thực lực khát vọng mạnh mẽ chỗ không có mãnh liệt. Nội tâm của hắn âm thầm phát thệ, hắn muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của hắn, hắn muốn bất luận kẻ nào cũng không còn cách nào chúa tể vận mệnh của hắn hắn phải mạnh lên hắn muốn trở thành địa giới đệ nhất nhân trở thành thế giới này người mạnh nhất hắn cũng không tiếp tục phải thừa nhận loại thống khổ này hiu 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 bên kia vô số cường giả chạy như bay đem địch minh cử thiên vũ bọn người cứu ra lục ưng vương ngược lại là không có hạ sát thủ toàn bộ người thụ trọng thương không có người nào chết đi mạch lăng thu liếc mấy cái chỉ có thể để cho người ta đem mọi người mang đến trong phủ thành chủ trước tiên nghỉ ngơi dưỡng một hồi lại đi tiêu diệt toàn bộ minh tộc, bị thương nặng thành bộ dạng này, chớ để cho minh tộc cho đánh chết. Giang giật cuối cùng không có đứng vững, ngất đi, hắn bị nhấc vào gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Mạch Lăng Thu chịu lấy thương thế bắt đầu triệu tập đại quân trợ giúp các thành trì, bên này đỉnh cấp cường giả đều thụ thương, không cách nào lập tức xuất chiến, chỉ có thể trước phái đại quân đỉnh trước lại lại nói. Cũng may đều là trí cường giả, vẻn vẹn đi qua 10 cái canh giờ, mọi người thương thế đều khống chế thân thể bọn họ năng lực hồi phục phi thường khủng bố nhục thân quá cường đại bất quá giang giật không có tỉnh lại mọi người cũng không thể xuất chiến chỉ có thể tiếp tục chữa thương các loại chờ giang giật tỉnh lại lại nói giang giật ngủ say hạ giới một ngày một đêm thời gian sau khi tỉnh lại thương thế khá hơn một chút hành động không ngại hắn không nói một lời mang theo mọi người truyền tống rời đi mạch lăng thu cũng không nói thêm gì chỉ là bàn giao mọi người muốn bảo vệ tốt hắn mọi người một đường truyền tống đi tình huống nhất là hiểm ác hồng hồ thành đến thành trì lúc, tình huống bên ngoài quả nhiên vô cùng nguy hiểm, nghe nói chiến tử đại quân đã đạt đến gần trăm vạn. Bên ngoài minh giới đại quân nhiều lắm, không thể dựa vào thành trì vòng bảo hộ tử thủ, vòng bảo hộ năng lượng có hạn, một khi bị phá ra thành nội con dân tựu nguy hiểm. Mặc dù truyền tống trận một mực tại chuyển di người, nhưng phía dưới bộ lạc người đều đi lên, thành nội con dân nhiều lắm, một cái truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống nhiều người như vậy. Giang giật đám người đến, để toàn thành oanh động, phấn chấn không thôi. Giang giật không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quát khẽ, xiết. Phòng bảo hộ mở rộng, mọi người bắn ra, tụ hợp vào nơi xa ngay tại khổ chiến nhân tộc trong đại quân. 20 người bên trong 18 người phân biệt gia nhập các đầu chiến tuyến bên trong, đánh giết minh tướng, Giang giật mang theo địch minh cùng cử thiên vũ bốn phía trợ giúp, đồng thời cứu chữa bị ma hóa nhân tộc võ giả. Vẹn vẹn hai canh giờ, thế cục tự bị khống chế. 18 người hung mãnh như hổ, Giang giật chữ tiểu triển ký tự phụ trợ thoáng cái, minh tướng giết quá dễ dàng. Các loại chờ minh tướng bị đánh giết, còn lại minh sứ càng là từng mảnh từng mảnh bị chém giết. Giang giật tại hai canh giờ bên trong, cứu chữa ít nhất mấy ngàn người, để cái này mấy ngàn người tránh khỏi bị ma hóa nguy hiểm. Đi, xác định thế cục ổn định về sau, Giang giật mặt không thay đổi quát khẽ một tiếng, địch minh cùng cửu thiên vũ có chút lo lắng nhìn qua hắn, địch minh quan tâm hỏi, Giang giật, nếu không nghỉ ngơi trước thoáng cái ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không cần, Giang giật quát khẽ một tiếng, quay người hướng thành nội bay đi, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo tiến vào trong truyền tống trận, đi cái thứ hai thành trì. Sau ba canh giờ, cái thứ hai thành trì thế cục lần nữa bị khống chế. Chúng cường giả thương thế không có khôi phục có chút mỏi mệt, giang giật lại các loại chờ thế cục ổn định về sau, lập tức đi cái thứ ba thành trì, không có nghỉ ngơi một lát. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, liên tục bôn ba, giang giật ngựa không dừng vó, mặc dù hắn thụ thương cũng không có quá nghiêm trọng, nhưng dạng này tiếp tục đấu mọi người sợ hắn chết ở trên chiến trường, trước kia chỉ có cửu thiên vũ cùng địch minh bảo hộ hắn, lại nhiều hai cái. Hạ giới thời gian trôi qua năm ngày, giang giật bọn người đi 18 cái thành trì, đem thế cục triệt để ổn định lại. Minh thần đại trận bị hủy, minh giới không cách nào truyền tống đại quân tới. Lần này giáng lâm minh tướng bị đánh giết đến 78 phần, đã đối thành trì không có uy hiếp, còn lại minh giới đại quân minh nô càng nhiều hơn một chút, triệt để bị tiêu diệt toàn bộ chỉ là vấn đề thời gian. Địch minh mấy người cũng rút lui trở về, bọn hắn không có cách nào không rút lui, bởi vì Giang giật hôn mê trên chiến trường, kém chút tự bị một cái minh tướng cho đánh chết. Mọi người chỉ có thể lập tức trở về thành, đem Giang giật cho thu xếp tốt, lưu lại 5 người bảo hộ hắn, những người còn lại tiếp tục tiếp viện các đại chiến trường. Giang giật lần này quá liều mạng, thường thế không có tốt tình huống dưới liên tục phấn chiến 5 ngày, không ngừng vận dụng chữ tiểu truyện ký tự hội tiêu hao tinh lực của hắn, để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, hắn ngất đi cũng là bởi vì linh hồn quá hư nhược, không chống nổi. Hắn dòng dã ngủ mê hạ giới thời gian 7-8 ngày, trong khoảng thời gian này Mạch Lăng thu triệu tập đại quân đã trải qua rồi phản công, minh giới đại quân cũng bị triệt để chân áp, đoán chừng nhiều nhất bán nguyệt thời gian chàng tai nạn này liền sẽ đi qua. Cùng một thời gian, Mạch Lăng thu hạ lệnh để các thành trì địa sát quân bắt đầu điều tra toàn bộ địa sát giới, do xét minh giới ẩn tàng cứ điểm, lần này hắn muốn đem địa sát sở hữu cứ điểm hủy diệt, tránh cho bi kịch tái diễn sự kiện lần này cũng chú định tại địa sát giới trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút sáu cái thành trì cùng bộ lạc bị phá chết đi hơn trăm triệu con dân đằng sau đại chiến bên trong lại chết đi ít nhất ngàn vạn trở lên võ giả những ngày võ giả cũng không phải phổ thông võ giả ít nhất đều là thần vương cấp bậc mặc dù chút tổn thất này không đến mức nhường đất sát giới đại thương nguyên khí nhưng cũng ảnh hưởng to lớn nhất là địa sát quân chủ cùng mạch lăng thu bọn hắn đều kém chút bại địa sát giới cũng liền muốn phát sinh hạo kiếp đồng thời địa sát giới có thể muốn đổi chủ Đương nhiên, địa sát quân chủ cùng mọi người kém chút bại, việc này không có truyền ra, đây chính là chuyện rất mất mặt, kia 21 người ai sẽ nói lung tung. Một cái rất kỳ diệu bổ nhiệm hạ đạt, vẫn là để địa sát giới lớn nhỏ ra tộc cảm giác trong đó có vấn đề, địa sát quân chủ cùng Diệp Thánh đồng thời cho giang giật ban cho phong hào giang giật chiến thần. Bình thường được ban cho cho phong hào người, hoặc là chân chính đạt đến diệt ma chiến thần cảnh giới, hoặc là có đặc biệt lớn cống hiến. Giang giật lần này cống hiến là rất lớn, nhưng cảnh giới thật quá thấp, xa xa không đạt được phong hào tình trạng, mà lại thế mà còn là địa sát quân chủ cùng Diệp Thánh liên danh sắc phong. Cái này còn không phải mấu chốt nhất, địa sát quân chủ còn một người khác phong thường, đem làm ưng phủ ban cho Giang Giật, đồng thời đổi tên Giang Giật phủ. Đây chính là theo gọi là có vinh hạnh đặc biệt, tự liền mạch lăng thu đều không có tư cách sắc phong đất phong, tần ra là địa sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc, có được rất nhiều thành trì cùng địa bàn, thập đại gia tộc âm thầm cũng khống chế rất nhiều địa bàn, nhưng đó là vụng trộm, bên ngoài cũng không có cấp cho thừa nhận. Lam ưng phủ bị sát phong cho giang giật, về sau Lam ưng phủ đời đời kiếp kiếp đều là giang gia. Tin tức truyền ra, toàn bộ địa sát giới chấn động, Tụ liền địch minh bọn người cảm thấy lẫn lộn, địa sát quân chủ cho phong thưởng quá siêu quy cách đi. Chỉ có mạch lăng thu tinh tường, địa sát quân chủ một chiêu này đến cỡ nào tuyệt diệu. Cho giang giật một cái đất phong, về sau địa sát giới liền là giang giật nhà, trừ phi giang giật trở thành chúa tể một giới, nếu không về sau mãi mãi cũng cùng địa sát giới cột vào một cỗ trên chiến xa. chương 1483, dẫm lên tại dưới chân. Các loại chờ giang giật khi tỉnh lại, phát hiện đã đến Lam ưng trong núi, đồng thời hắn phát hiện độc linh hắc thần tiêu lãnh bọn người ở bên người, địch linh nhi cũng tại. Bất quá địch linh nhi nhìn thấy giang giật sau khi tỉnh lại, mỉm cười gật đầu rời đi. Mạch lăng thu bọn người không tại, chỉ có mạch thượng hành vẫn như cú phụng mệnh bảo hộ giang giật, Giang giật nhìn thấy hắc thần sau có ta buồn bực hỏi, hắc thần, làm sao ngươi tới Lam ưng núi? Hắn sau khi tỉnh lại dùng thần thức quét thoáng cái, phát hiện chính mình tại Lam ưng sơn tòa thành, sở dĩ giờ phút này mới có câu hỏi này. Hắc thần lãnh khốc trên mặt khẽ nhân một cái, trả lời, thiếu ra, là tiêu phủ chủ đem chúng ta nhận lấy, hắn nói về sau cái này Lam ưng sơn tự cho chúng ta ở, hắn giờ phút này chính để tộc nhân rời xa đâu. Ừ, Giang giật nhướng mày, ánh mắt quét về phía tiêu lãnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ngươi là Lam ưng phủ phủ chủ, quân chủ đem Lam ưng phủ ban cho ngươi. Tiêu lãnh cung kính nói, lập tức đem địa sát quân chủ bổ nhiệm thuật lại một lần. Đã cái này Lam ưng phủ là giang giật, tiêu hoàng tự nhiên muốn tương gia tộc rút lui Lam ưng núi. Hồ nháo, giang giật quát lạnh một tiếng, quát lạnh nói, đi đem tiêu hoàng gọi vào đây. Tiêu lãnh gặp giang giật nổi giận, vội vàng nhanh chóng lẻn ra ngoài đem tiêu hoàng cho mời vào đây. Tiêu Hoàng vừa tiến đến tự vẻ mặt tươi cười nói ra, chúc mừng Giang lão đệ, chúc mừng Giang lão đệ, Giang lão đệ ngươi thế nhưng là địa sát giới cái thứ nhất được ban cho cho đất phong người, còn bị quân chủ cùng Diệp Thánh đại nhân liên danh phong hào là Giang giật chiến thần, bực này vinh hạnh đặc biệt thế nhưng là nhường đất sát giới vô số cường giả hâm mộ ghen ghét a. À. Tiêu Hoàng ánh mắt rất chân thành, cũng không có bởi vì Giang giật chiếm hắn phủ chủ chi vị mà có nửa điểm bất mãn. Giang giật chờ hắn sau khi nói xong ngồi dậy, rất nghiêm túc hỏi, lão Tiêu, phía trên có hay không cho ngươi đền bù? Có, Tiêu Hoàng gật đầu nói, phủ chủ để cho ta đi thiên sơn phủ làm phủ chủ đâu, bất quá ta cự tuyệt, ta chuẩn bị lưu tại Giang giật phủ, cho ngươi trợ thủ. Giang lão đệ ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là cùng ngươi tranh quyền, chỉ là tại thói quen này, hắc hắc. Về sau cũng nghĩ đi theo ngươi lăn lộn đâu, ách, à, Giang giật hơi chấn động một chút, Tiêu Hoàng thế mà không đi làm phủ chủ cam tâm tại bên cạnh mình trợ thủ phải biết lưu tại Giang giật phủ, về sau cũng không phải lão đại, cái gì đều muốn xem Giang giật sắc mặt hành sự. Lão Tiêu, người quyết định, Giang giật sắc mặt chỉnh trọng vấn đạo, Tiêu Hoàng rất khẳng định nhẹ gật đầu, Giang giật không nói nhảm, đưa tay vỗ vỗ Tiêu Hoàng bả vai nói, vậy liền lưu lại đi, hết thảy như cũ là được, làm ưng phủ, ân. Giang giật phủ, về sau người tự làm viên phủ chủ, toàn quyền quản lý phủ vực, con người của ta không thích quản những này, người chính là ta. Tạ phủ chủ, Tiêu Hoàng khom người lĩnh mệnh, lần này không có để cho Giang lão đệ, mà là xưng phủ chủ, tỏ vẻ tôn kính. Nội tâm của hắn cũng thở dài một hơi, Hắn không có nhìn lầm người, theo tiêu lãnh phản hồi tình báo giang giật cũng là một cái phi thường giảng nghĩa khí người, hắn lưu lại là đúng. Giang giật khoát tay áo nói, tiêu lão ca, không có ngoại nhân ở đây gọi ta giang giật là được, tiêu lãnh biết rõ tính tình của ta. Mặt khác, người tộc nhân cũng không cần dọn đi, liền ở lại đây, người như cảm thấy không tiện, ta hồi trở lại thần ưng thành lại là được. Khác đừng, a, à, tiêu hoàng bị hù dọa, liên tục khoát tay nói, phủ chủ, người thế nhưng là chủ nhân nơi này người nhược bất trụ chúng ta cũng không dám lại có thể có cái gì không tiện ta liền sợ ngươi không tiện giang giật khua tay nói vậy là được xuống dưới đi an bài đi thần ưng thành cho lão lưu đi đem hà vĩ điều đi lên cổ mộc cũng điều đi lên phụ trách của ta nội vụ hắc thần ngươi cái gì đều đừng quản hảo hảo tu luyện mặt khác đem độc linh cùng mạch đại nhân chỗ ở an bài tốt yên tâm đi phủ chủ nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ an bài tốt tiêu hoàng dẫn một đám người đi xuống gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh, Giang giật tựa ở trên giường lớn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vào động huyệt thái dương, đối với địa sát quân chủ bổ nhiệm, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, cũng không có quá quan tâm. Một cái phủ vực đất phong mà thôi, đối với địa sát quân chủ không tính là gì, dù sao Giang giật cứu được hắn một mạng. Giang giật đối với quyền thế địa vị luôn luôn không chút nào để ý, không có thực lực, 10 năm sau hắn tự tự sát, có hay không địa bàn không trọng yếu, có thực lực chỉ là một cái phủ vực lại coi là cái gì, mười năm sau cùng lục ưng vương một trận chiến đây không phải nói đùa bằng không hắn cũng sẽ không nhắc lại hai lần hắn là nghiêm túc hắn đem chính mình đẩy vào tuyệt lộ hắn phải mạnh lên hắn muốn chúa tể nhân sinh của mình hắn chịu đủ loại thống khổ này cùng biệt khuất giống như không thể khoái ý sinh hoạt hắn tình nguyện chết đi hắn nguyên bản còn chuẩn bị hồi trở lại thiên tinh giới một lần lại bỏ đi ý nghĩ này giang tiểu nô rời đi thật sâu đâm nhói hắn để trong lòng hắn kìm nén một cỗ khí khơi dậy hắn vô tận ý chí chiến đấu hắn không muốn trở về một chuyến để hắn giấy lên ý chí chiến đấu dập tắt, ôn nhu hương thế nhưng là mộ anh hùng. Hắn đem chính mình đẩy vào một đầu tuyệt lộ, không thành công thì thành nhân, dù sao thiên tinh giới rất an toàn, tô như tuyết y thiền các nàng khẳng định cũng sẽ thuận lợi phi thăng, một khi phi thăng mạch lăng thu sẽ lập tức an bài bảo vệ tốt các nàng. Hắn không có nỗi lo về sau, hắn có thể tử chiến đến cùng. Y phiêu phiêu còn bị trấn áp tại thánh linh sơn phía dưới, giang tiểu nô bị mang về mặc vũ bí cảnh, có thể sẽ lần nữa bị phong ấn ký ức. Nghị ảnh vương cùng lục ương vương là hai tòa ngăn chặn hắn cao phong, hắn muốn cắn lấy răng, bướng bỉnh lấy cốt tướng hai ngọn núi đổ nhào, thậm chí. Dẫm lên tại lòng bàn chân, đãng ma quân, giang giật ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, hắn tuyệt đối đi tham gia đãng ma quân. Hắn muốn lấy được vô tận chiến công, hắn muốn bằng mượn chiến công đạt được vô tận tài nguyên nhanh chóng tăng lên chiến lực. Thời gian 10 năm rất dài, nhưng cũng không dài, 10 năm sau hắn nhất định phải đem lục ưng vương dẫm lên tại lòng bàn chân, cho hắn biết phi thăng giả cũng không phải là kém một bậc hắn hoàn toàn xứng với cùng giang tiểu nô người tới hắn quát lớn độc linh như quỷ ảnh bay ra giang giật quét mắt nhìn hắn một cái nói đi tìm địch linh nhi để hắn chuyển cáo tổng các chủ ta quyết định tham gia đảng ma quân đảng ma quân độc linh có chút kinh ngạc bất quá nhìn thoáng qua giang giật ánh mắt hắn không dám khuyên nhiều thân thể bay ra bên ngoài đi tìm địch linh nhi độc linh vừa đi mạch thượng hành lại bay ra có chút lo lắng nói ra giang giật Người đi tham gia đảng ma quân có thể hơi sớm, đảng ma quân vô cùng nguy hiểm, muốn đi vào các loại kinh khủng thượng cổ hoang cổ bí cảnh, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Giang giật khoát tay áo, phun ra mấy chữ ta đã quyết định. Tốt ha, mạch thượng hành không còn khuyên nhiều, lui xuống, Giang giật ngồi trong phòng lặng lặng chờ đợi, chỉ là nửa canh giờ độc linh liền mang theo địch linh nhi vào đây. Địch linh nhi vừa muốn cho Giang giật hành lễ, cái sau vội vàng giơ tay lên nói, linh nhi tiểu thư, chúng ta là bằng hiếu, không muốn đi những nảy nghi thức xã giao địch linh nhi là lam ưng phủ diệt ma các phân các chủ cấp bậc so giang giật thấp nàng mỉm cười ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế nói ra ta vừa rồi cho ra ra đưa tin hắn nói chờ ngươi thương lành lập tức có thể đi địa sát thành hắn đề cử ngươi gia nhập đáng ma quân mà lại ta có cái tam thúc ngay tại đáng ma quân làm thống lĩnh tam thúc hội chiếu ứng ngươi mặt khác quên cùng ngươi nói một chuyện lần trước ngươi đấu văn đệ nhất tăng thêm lần này chu ma có công Diệp Thánh các chủ ban cho ngươi một lần miễn phí đi vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội. Đa tạ Linh Nhi tiểu thư, Giang giật khẽ vuốt cằm, trong lòng tính toán một phen, quyết định tính dưỡng mấy ngày, an bài tốt Giang giật phủ sự tình về sau, hắn tự lên đường đi địa sát các, tham gia đảng ma quân. Mười năm, Giang giật đôi mắt dần dần trở nên nóng rực lên, trong lòng thì thào, lục ưng vương, trở lấy ta. Mười năm về sau ta nhất định đi mặc vũ bí cảnh, đưa ngươi. Dẫm lên tại dưới chân chương 1484, oan gia ngõ hẹp. Phủ vực sự tình cũng không cần thêm an bài, ngoại trừ Lam ưng phủ biến thành giang giật bên ngoài phủ, còn lại hết thảy như cũ. Tự có tiêu hoàng đi xử lý, tiêu gia cũng thay đổi thành giang giật phụ thuộc gia tộc, người ở bên ngoài xem ra tiêu hoàng cách làm rất ngu ngốc, nhưng tiêu hoàng vui này không kia, ngược lại công nhiên tuyên cáo về sau đi theo giang giật lăn lộn. Thần ưng thành lưu thống lĩnh tiếp quản, mặc dù lưu thống lĩnh là diệt ma các, nhưng phía trước có giang giật phá lệ, lưu thống lĩnh tiếp quản cũng không tính là gì đại sự. Mà lại toàn bộ phủ vực đều là giang giật đất phong, phía trên là triệt để mặc kệ, sở hữu thành trì đều là giang giật, hắn muốn cho ai làm thành chủ liền cho người đó. Hà Vĩ điều tới làm ưng thành, trở thành một người thống lĩnh, luận quyền thế tới nói so với hắn lão cha còn cao hơn. Hắn may mắn lúc trước không hề rời đi giang giật, nếu không đi cha của hắn nơi đó, cả một đời đều rất khó ra mặt. Cổ mộc trở thành giang giật nội vụ phủ tổng quản, giúp giang giật trưởng quản nội vụ, tất cả thu thuế đều thuộc về hắn quản, hắn là giang giật hồn nô, giang giật đối với hắn tự nhiên yên tâm. Độc linh giang giật là chuẩn bị mang đến đãng ma quân, độc linh ám sát thuật quá mạnh, có hắn tại sẽ an toàn rất nhiều. Hắc thần lưu tại Lam ưng sơn, mạch thượng hành cùng giang giật cùng đi địa sát thành, còn có một người cũng đi, địch linh nhi. Bốn người truyền tống đi địa sát thành, giang giật không có đi tìm địch minh, mà là đi trước bái kiến địa sát quân chủ, dù sao địa sát quân chủ cho lớn như vậy phong thưởng, không đi bái tạ kia không thể nào nói nổi. Mạch Lăng Thu về sớm tới, đại cục đã định, có thể tại địa sát thành chủ tính trung toàn cục. Hắn biết được Giang Giật tới về sau, tự mình đến địa sát lâu đài bên ngoài nghênh đón, đem hắn mang đến địa sát lâu đài hậu hoa viên, độc linh cùng Mạch Thượng hành địch linh nhi thì lưu tại tòa thành bên trong. Lần nữa đi vào vô danh đảo, lần này ở trên đảo cũng không phải là địa sát quân chủ một người, còn có một người mặc màu đỏ, vóc người nóng bỏng nữ tử, chính là Mạch Hoài tang. Mạch Hoài Tăng nhìn thấy Giang Giật về sau, trên mặt tươi cười, khách khí thấp giọng hành lễ nói, Giang Giật chiến thần tốt. Giang Giật tham kiến quân chủ, Hoài Tăng tiểu thư tốt. Giang Giật đầu tiên là hướng ngồi uống trà địa sát quân chủ hành lễ, lúc này mới nhìn qua Mạch Hoài Tăng gật đầu nói. Địa sát quân chủ sắc mặt tốt hơn nhiều, hắn lần này không để cho Mạch Lăng thua cùng Mạch Hoài Tăng xuống dưới, mỉm cười nhìn qua Giang Giật nói, làm sao nghe nói người muốn đi đãng ma quân. Đúng, giang giật gật đầu nói đáng ma quân lại càng dễ thu hoạch được chiến công mà lại trong chiến đấu cũng dễ dàng trưởng thành ta cần thực lực ha ha địa sát quân chủ cười nhạt một tiếng mạch hoài tang ngồi xổm cho giang giật rót một ly trà quân chủ ra gia hiệu giang giật tỏa hạ uống trà chờ hắn tỏa hạ mới nói ra chiến đấu cũng hoàn toàn chính xác dễ dàng trưởng thành đã ngươi quyết định ta cũng không nhiều khuyên ngươi đem hoài tang mang đến đi nàng vừa vặn cũng nghĩ đi đáng ma quân phụ thân nàng ngay tại trong quân doanh có thể chiếu ứng thoáng cái ây giang giật có chút kinh ngạc mạch hoài tang loại này nũng nhiều tiểu thư thế mà cũng đi đáng ma quân hắn nhưng là phi thường tinh tường mạch hoài tang năng lực thực chiến hẳn là phi thường thấp loại này đại tiểu thư mỗi lần xuất hành bên người đều có rất nhiều hộ vệ kia đến phiên các nàng xuất thủ bất quá địa sát quân chủ bàn giao giang giật cũng không tốt nhiều lời chỉ có thể gật đầu nói vậy ta đi trước gặp địch các chủ trễ chút đi thời điểm lại tìm hoài tang tiểu thư đi ừm địa sát quân chủ nhẹ gật đầu sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên ngữ trọng tâm trường bàn giao, giang giật, có áp lực cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng đừng cho mình áp lực quá lớn. Cố gắng 10 năm, vô luận kết cục như thế nào kia đều không trọng yếu, chỉ cần ngươi hết sức vậy là được rồi, còn sống sau cái gì đều trọng yếu, ta hy vọng ngươi có thể còn sống trở về gặp ta. Đa tạ quân chủ dạy bảo, giang giật đứng dậy bái tạ, biện sát quân chủ khoát tay áo, để mạch lăng thu mang theo giang giật xuống dưới. Các loại chờ hai người rời đi về sau, hắn mới quay đầu nhìn qua mạch hoài tang nói, Hoài Tang, ta biết ngươi tại sao muốn đi đãng ma quân, ta muốn nói là chân chính ưu tú nam tử, cũng không sẽ để ý nữ tử bối cảnh cùng bề ngoài, bọn hắn chú trọng hơn chính là nữ tử tố dưỡng cùng nội tại đẹp. Giống như ngươi không thay đổi chính mình, ngươi căn bản không xứng với tiểu ưng vương, cũng không xứng với giang giật. Không phải ra ra không có cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi không biết chân quý, giống như lần này đi đãng ma quân doanh, ngươi còn không thể cải biến chính mình, sau khi trở về chờ đợi ngươi chính là một tờ hôn thư, Địa sát quân chủ tương đối thẳng, cũng theo gọi là có nghiêm khắc, mạch hoài tang con mắt đỏ lên, nhưng không có nhiều lời, chỉ là cung kính trả lời, hoài tang biết sai rồi. Đi thôi, địa sát quân chủ phất phất tay nói, tiểu ưng vương là đầu chân long, giang giật càng là một đầu thần long, hai người bọn họ không chết hiểu, sẽ nhất định nhất phi trùng thiên. Đây là người cơ hội cuối cùng, ra ra cho ngươi thêm một câu, muốn muốn lấy chi, trước phải cho đi. Người muốn toàn tâm toàn ý, còn như chọn ai, chính người quyết định. Giang giật, đã ngươi quyết định nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều mạch lăng thu mang theo giang giật một đường hướng ra phía ngoài bay đi tại địa sát lâu đài hậu hoa viên lúc hắn nghiêm túc nói ra ngươi yên tâm đi phấn đấu thiên tinh giới sự tình ngươi không cần lo lắng hết thảy có ta chăm sóc giống như các người giới diện có người phi thăng ta hội chăm sóc tốt mặt khác mạch thượng hành tựu không đi theo ngươi ở bên kia là quân doanh không thể mang hộ vệ độc linh ngươi để hắn cùng một chỗ tham quân đi giang giật nghe được câu này nội tâm triệt để đại địch hắn thật sâu bái không nói gì nhanh chân đi ra phía ngoài mang theo độc linh cùng địch linh nhi trực tiếp rời đi mạch lăng thu cùng mạch thượng hành đưa mắt nhìn hai người đi xa mạch thượng hành có chút lo lắng nói ra phó các chủ vì sao lần này không cho ta đi theo vạn nhất giang giật vẫn lạc đâu đây là quân chủ ý tứ mạch lăng thu thở dài một tiếng nói ra quân chủ nói là long là trùng cũng nên xuất ra đi linh lợi tại địa sát giới là không cách nào trưởng thành chỉ có đi chiến trường mới có thể hóa kén thành bướm, hoặc là chiến tử, hoặc là nhất phi trùng thiên, đây chính là giang giật mệnh. Mạch thượng hành có chút không hiểu, trầm ngâm chốc lát nói, quân chủ vì sao coi trọng như thế giang giật giang giật đến cùng có gì chỗ thần kỳ dựa vào cái gì nhận định hắn có thể nhất phi trùng thiên. Mạch lăng thu lắc đầu nói, không biết, quân chủ chưa hề nói, bất quá quân chủ ánh mắt người cũng biết, hắn xem người phi thường chuẩn, chúng ta rửa mắt mà đợi đi bên kia giang giật địch linh nhi cùng độc linh đi một chuyến diệt ma các tổng các gặp được địch minh địch minh cũng không có bàn giao cái gì chỉ là để giang giật mang theo địch linh nhi cùng đi đồng thời bàn giao đi đảng ma quân doanh trước tiên có thể đi tìm địch linh nhi tam thúc giang giật đoán không lầm mặc dù đảng ma quân không thuộc về bất kỳ thế lực nào nhưng các đại thế lực ở bên trong đều có thẩm thấu đi đảng ma quân khẳng định sẽ rất nguy hiểm nhưng không đi chỗ đó bên trong là không có cách nào nhanh chóng thu hoạch được chiến công diệt ma các bên trong nhiệm vụ chỉ có nhiều như vậy mà lại luôn không khả năng mỗi lần nhiệm vụ đều để mạch thượng hành bọn hắn đi hoàn thành a theo địch minh nơi đó ra giang giật có chút bó tay rồi mạch hoài tang sức chiến đấu hắn không biết đến địch linh nhi đã thấy qua mặc dù địch linh nhi cảnh giới rất cao nhưng kinh nghiệm thực chiến quá yếu quá yếu đoán chừng độc linh tùy ý liền có thể miểu sát nàng hai cái đại lão bàn giao giang giật chỉ có thể mang theo hai cái tiểu thư cùng độc linh đi địa sát lâu đài trong một cái đại điện Mạch Lăng Thu để cho người ta mở ra truyền tống trận, giang giật bốn người dòng dã truyền tống nửa ngày thời gian, mới đã tới chỗ cần đến. A, à, tại giang giật vượng vượng hồ hồ đứng một hồi, chờ tỉnh táo lại bốn phía quét qua về sau, rốt cuộc minh bạch vì sao hai cái này nũng nịu đại tiểu thư muốn theo tới. Bởi vì nơi xa trên không trung có hai người ngay tại chiến đấu, trong đó một cái chính là tiểu ưng vương. Oan ra ngõ hẹp, tiểu ưng vương sẽ không tìm ta phiền phức A. À. Giang giật âm thầm nhất cả trứng, làm sao vận khí tốt như vậy, tiểu ưng vương cũng tới đãng ma quân doanh. chương 1485, thăng liền năm cấp. Cái này đáng ma quân doanh ở đâu a? À? Giang giật nhìn thấy tiểu ưng vương cùng một cường giả ngay tại khai chiến, cũng không có chú ý bên này. Hắn thu hồi ánh mắt, bắt đầu dò xét bốn phía, sau khi liếc nhanh mấy lần lại phát hiện nơi này căn bản không phải một cái giới diện, hẳn là trong hư không một cái bí cảnh. Bí cảnh cũng không lớn, một chút liền có thể xem thấu giới hạn, hẳn là chỉ có phương viên hơn 10 dặm, bí tịch bên trong linh khí phi thường nồng đậm, so địa sát rơi ít nhất nồng nặc mấy lần. Bí cảnh bốn phía biên giới chỗ đứng thẳng lấy hàng trăm cây to lớn đồ đằng, mỗi một cây đạt tới cao ngàn trượng, những này đồ đằng phía trên quang mang lấp lánh nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái ánh sáng dịu dịu che đậy. Biên giới bên trong cây cối mọc thành bụi, hoàn cảnh yêu mỹ, bất quá cũng không có núi cao, đều là đất bằng. Những này đất bằng ở giữa, có một cái bạch ngọc đại quảng trường, giờ phút này gian giật bọn người ngay tại trên quảng trường, quảng trường bốn phía đều là chỉnh tề tòa thành, hẳn là có hơn ngàn tòa. Tòa thành đằng sau thì là đại quân doanh, Giang giật tùy ý nhìn một chút, quân doanh vừa vặn có 10 cái, bên trong tinh kỳ phần phật, lều vải không ngớt, xem có thể nhìn thấy rất nhiều người mặc ngân giáp võ sĩ đi lại. Đãng ma quân doanh, Giang giật nhìn thấy trên quảng trường lớn nhất tòa thành bên trên sát một cái màu bạc cờ xí, trên đó viết bốn chữ lớn, tòa thành ngoại trạm lấy 100 võ giả, đều là diệt ma chiến thần cấp bậc, khí thế khiếp người. Uống hay, trên không tiểu ưng vương hai người quát khẽ âm thanh đánh thức giang giật giang giật liếc mấy cái hướng bên cạnh địch linh nhi truyền âm nói tiểu ưng vương cùng ai tại khai chiến cái này đáng ma quân doanh có thể tùy ý động thủ sao đương nhiên không thể địch linh nhi giải thích nói bọn hắn hẳn là xin quyết đấu đáng ma quân doanh nghiêm cấm động võ nếu không sẽ bị trách phạt bất kỳ người nào đều như thế nếu dám giết người trực tiếp xử tử tiểu ưng vương cũng không ngoại lệ cùng tiểu ưng vương khai chiến người ta cũng không biết nha giang giật yên tâm quyết đấu hắn không tiếp chính là hắn cũng không sợ mất mặt hắn nhìn lướt qua mạch hoài tang thấy được nàng đầy mắt si mê nhìn chằm chằm giữa không trung bay múa tiểu ưng vương khẽ lắc đầu nói hoài tang tiểu thư chúng ta vẫn là đi trước đưa tin a à, ngươi có thể trễ chút lại đến xem a à, mạch hoài tang bị giật mình tỉnh lại trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng ngượng ngùng cuống quyết giải thích nói giang giật ta ta không phải tốt đi trước đưa tin giang giật cười nhạt một tiếng lờ đánh đối với mạch hoài tăng hắn mặc dù cũng sẽ không phản cảm, nhưng cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Hắn mang theo mọi người hướng lớn nhất tòa thành đi đến, đúng lúc này tòa thành bên trong một cái trung niên uy vũ nam tử mang theo hai người đi đi tới, nhìn thấy địch Linh Nhi sau đôi mắt sáng lên, ngoắc nói tiểu Linh Nhi. Tam thúc, địch Linh Nhi trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, bước nhanh đi tới, một phát bắt được trung niên tay của nam tử, nũng nịu nói ra tam thúc, Linh Nhi mấy năm không gặp ngươi, nghĩ tử Linh Nhi, ngươi cũng không quay về nhìn xem ta ha 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 trung niên uy vũ nam tử cười ha hả yêu chiều sờ lấy địch linh nhi đầu nói mấy năm không gặp nhà ta tiểu linh nhi đều biến thành xinh đẹp đại cô nương tam thúc ngược lại là muốn trở về xem ngươi đáng tiếc quân vụ nặng nề không cách nào thoát thân tốt tiểu linh nhi giới thiệu bằng hữu của ngươi đi ừm địch linh nhi sắc mặt đỏ bừng chỉ vào mạch hoài tang nói ra đây là mạch hoài tang tiểu thư là mạch trường hà bá bá nữ nhi nguyên lai like là trường hà huynh thiên kim uy vũ nam tử mỉm cười gật đầu nói trường hà huynh làm nhiệm vụ đi hẳn là muốn mấy ngày mới có thể trở về mạch hoài tang trên mặt lộ ra một vòng thất lạc khôn khéo cúi người hành lễ nói hoài tang gặp qua địch thúc thúc đây là giang giật chiến thần chúng ta diệt ma các đại tư không hắn phong hào thế nhưng là quân chủ cùng diệp thánh đại nhân liên danh sắc phong người kia kêu là độc linh địch linh nhi tiếp tục giới thiệu lại nhìn giang giật nói ra giang giật đây là ta tam thúc hắn gọi địch thiên quân tham kiến địch đại nhân giang giật cùng độc linh đồng thời hành lễ địch thiên quân đôi mắt sáng lên cười ha hả nói nguyên lai like ngươi chính là giang giật phụ thân đã sớm đưa tin cho ta người thế nhưng là lừng lẫy nổi danh a à, phụ thân đối người đánh giá phi thường cao giang giật vội vàng khiêm tốn nói ra địch đại nhân quá khen rồi được địch thiên quân cùng độc linh cũng nhẹ gật đầu ngoắc nói ta mang các người đi trước đưa tin an bài chỗ ở chế chút lại cho các người giảng giải đáng ma quân doanh quy củ cùng tình huống mọi người đi theo địch thiên quân hướng bên trong đi đến lúc này bên kia trên quảng trường tiểu ưng vương một chiêu đem một cái khác cường giả đập xuống xuống dưới người kia trùng điệp nện ở trên quảng trường gây nên quảng trường cấm chế quang mang lấp lánh phía dưới một cường giả cũng quát lớn được rồi cuộc quyết đấu này tiểu ưng vương thắng a à, mọi người ngừng lại mạch hoài tăng thì nhìn qua giữa không trung không ai bị nổi tiểu ưng vương đôi mắt lần nữa mê say giang giật tò mò hỏi địch đại nhân tiểu ưng vương cùng ai quyết đấu a à? a à, cái kia là long thống lĩnh Địch Thiên Quân một mặt cười khổ nói ra, Tiểu Ưng Vương tới đãng ma quân doanh thế nhưng là quyết đấu năm chàng, cuộc quyết đấu này qua đi, hắn liền là thống lĩnh. Long Quy chiến lực không tệ, bất quá cùng Tiểu Ưng Vương so còn kém chút đi. Nói thực ra, như Tiểu Ưng Vương khiêu chiến ta, ta cái này thống lĩnh chi vị cũng khó giữ được. A, à, Giang giật bọn người rất là kinh ngạc, Địch Thiên Quân tiếp tục giải thích nói, Đãng Ma quân doanh có cái quy củ, thực lực mạnh, người có thể một đường khiêu chiến, bên thắng tiếp nhận kẻ bại vị trí. Tiểu ưng vương cái này mấy ngày liên tục khiêu chiến năm chàng, thăng liền năm cấp, giống như lại khiêu chiến đi, hắn liền là thượng tướng quân. Bất quá, 11 cái thượng tướng quân đều đều có thần thông, tiểu ưng vương đoán chừng quá sức, mà lại khiêu chiến thượng tướng quân cần tiêu hao chiến công, tiểu ưng vương không có nhiều như vậy chiến công. Thống lĩnh, giang giật cùng độc linh liếc nhau, tiểu ưng vương quả nhiên dữ dội, tới đảng ma quân doanh trực tiếp một đường khiêu chiến, tấn cấp làm thống lĩnh. Cái này địch thiên quân đoán chừng tại đảng ma quân doanh rất nhiều năm, mới lăn lộn đến một người thống lĩnh chi vị, còn có điện sát quân chủ nhi tử, mạch hoài tang lão cha đồng dạng cũng là thống lĩnh mà thôi. Không đúng, Giang giật nghĩ nghĩ, bên ngoài là 10 cái quân doanh, làm sao có 11 cái thượng tướng quân. Hắn nghi ngờ đưa ánh mắt về phía địch thiên quân hỏi thăm một câu, cái sau giải thích nói, thiên hàn quân chủ độc nữ tới, bởi vì nàng là phong vương cấp, sở dĩ ba vị thống soái trực tiếp bổ nhiệm nàng là thượng tướng quân, đơn độc cho nàng thống soái một quân. Kỳ thanh trần, Giang giật kinh hô lên, Đôi mắt nhất chuyển, trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thiên Hàn quân chủ sẽ truyền vị cho Kỳ Thanh Trần đi thiên giới, sở dĩ Kỳ Thanh Trần tới này rèn luyện một đoạn thời gian, ổn định cảnh giới tăng lên chiến lực. Bởi vì Kỳ Thanh Trần đến, Tiểu Ưng Vương cũng tới, mà bởi vì Tiểu Ưng Vương mạch Hoài Tang cùng Địch Linh Nhi cũng tới, đoán chừng không được bao lâu còn sẽ có rất nhiều đại gia tộc công tử cùng tiểu thư vò tới a. À. Kỳ Thanh Trần là địa giới đệ nhất mỹ nhân, Tiểu Ưng Vương là địa giới đệ nhất công tử, hai người đều độc thân quý tộc đều là công tử tiểu thư trong lòng lý tưởng nhất đối tượng. hai người đã đều đi ra thiên hàn giới cùng mặc vũ bí cảnh. những công tử kia tiểu thư như thế nào lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ ở chung, nơi này là tốt nhất tiếp cận bồi dưỡng tình cảm cơ hội. cẩu phân giang giật có chút bó tay rồi. một đoàn công tử tiểu thư tới. cái này đã ma quân doanh sợ là lại hội loạn thất bát tao a à hắn tới này cũng không phải tán gái, mà là đến cướp đoạt chiến công nhanh chóng tu luyện, cũng đừng làm cho đám này công tử tiểu thư đem nước quấy đục. Chương 1486, hai người này ta muốn. Tại Địch Thiên Quân dẫn đầu dưới, bốn người tiến vào tòa thành bên trong một cái thiền điện bên trong. Bên trong ngồi một cái xinh đẹp nữ tử, nhìn thấy Địch Thiên Quân sau thoáng cái vẻ mặt tươi cười, chậm rãi đi tới, thân mật nói ra, "Ngàn quân đại nhân, hôm nay là thổi ngọn gió nào a à lại có thời gian tìm ta cái này?" Khụ khụ, Địch Thiên Quân quét sau lưng Địch Linh Nhi một chút, ho khăn mấy tiếng nói, "Hoa tỷ, đây là cháu gái ta, vị này là bác Hà huynh nữ nhi." còn có hai cái này cũng là chúng ta địa sát giới thiên tài, dẫn bọn hắn đến báo danh. a à, hoa tỉ nụ cười thoáng cái càng dày đặc, thân thiết lôi kéo địch linh nhi tay, con mắt nhìn mấy người một cái nói, chư vị đều là anh tài, có thể gia nhập đáng ma quân là vinh hạnh của chúng ta, ngàn quân đại nhân, ngươi nói cho bọn hắn an bài chức vị gì tốt. Địch thiên quân nghĩ nghĩ nói ra, cho ta chất nữ cùng phá hư tan tiểu thư an bài một cái văn chức đi, hai người khác an bài võ chức. Đây là giang giật chiến thần, vừa mới vạn giới đấu pháp ở bên trong lấy được đấu văn đệ nhất, còn bị Diệp Thánh đại nhân cùng địa sát quân chủ liên danh sắc phong chiến thần, an bài cái tiểu đội trưởng không có vấn đề a. À. Ai nha nha, Hoa tỷ rất là ngoài ý muốn nhìn Giang Giật một chút, gật đầu nói, Giang Giật chiến thần, uy danh của ngươi tại hạ thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, tiểu đội trưởng nhất định phải cho, không nói Giang Giật chiến thần uy danh, liền nói ngàn quân đại nhân đến, mặt mũi này khẳng định phải cho. Đa tạ đại nhân, Giang Giật kho mình hành lễ, trong triều có người tốt làm quan, làm cái tiểu đội trưởng không chỉ có riêng là vì quyền thế, mà là vì chiến công, cấp bậc càng cao làm nhiệm vụ có thể cầm tới chiến công khẳng định là càng nhiều, giang giật thiếu nhất liền là chiến công. Giang giật chiến thần khách khí, hoa tỷ phải cùng địch thiên quân quan hệ phi thường tốt, còn có thể có một chân, nàng khoát tay áo nói, giang giật chiến thần các ngươi cũng đừng lại quân doanh, các ngươi bốn người ta an bài cho các ngươi một cái đơn độc tòa thành đi. Bất quá các ngươi cấp bậc không đủ, chỉ có thể an bài nhỏ nhất tòa thành, hy vọng thứ lỗi. Địch Linh Nhi cùng mạch hoài tang nhãn tình sáng lên, nếu để các nàng ở quân doanh, không nói bên kia dơ giấy bẩn thỉu cũng có hại thân phận, nói thế nào là địa giới cấp cao nhất tiểu thư. Bốn người lần nữa cảm giác ta, hoa tỷ đưa tới một người, để người kia mang theo bốn người xuống dưới đăng ký, nhận lấy chiến giáp, an bài chỗ ở. Bận rộn một trận, mọi người phân biệt nhận lấy một bộ màu bạc chiến giáp, khác biệt chính là huy chương không giống, hai vị tiểu thư trên người huy chương là vành trang khuyết, đại biểu văn chức đoán chừng là ghi chép chiến công phân công sự vụ loại hình chức quan nhàn tản hai người lúc đầu cũng liền không phải đến hỗn chiến công rõ ràng là đến ngâm nam thần đối với chiến công ngược lại là không quan trọng giang giật huy chương là một ác ma trên đầu một thanh kiếm đây là đội trưởng huy chương độc linh tự nhiên không có đãi ngộ này chỉ là bình thường nhất binh sĩ huy chương chỉ có một ác ma bốn người bị phân đến tòa thành hoàn toàn chính xác rất nhỏ chỉ có một cái chính sảnh sáu cái gian phòng trang trí cũng rất phổ thông vẫn còn tính toán sạch sẽ địch linh nhi cùng mạch hoài tang sớm biết tình huống nơi này đã rất hài lòng trang trí có thể chậm rãi tìm người làm chỉ cần không phải ở tại quân doanh liền tốt bốn người dàn xếp lại về sau địch thiên quân lại tới cho mọi người giảng thuật một phen đảng ma quân doanh quy củ cùng tình huống sang giật trước đó đối với đảng ma quân doanh giải không nhiều giờ khác này ở địch thiên quân giảng giải dưới cơ bản hiểu rõ vừa vào đảng ma quân ít nhất ba năm mới có thể rời đi Trừ phi ngươi trở thành thống lĩnh, một năm mới có một lần tư cách trở về, có thể trở thành thượng tướng quân, vậy liền không có ước thúc, tùy tiện ra vào. Bọn hắn cái này bí cảnh gọi Đảng Ma Cốc, là Đảng Ma quân doanh tổng bộ, tổng bộ thời khắc đều có hai cái phong vương cấp thống soái tọa trấn, nơi này là tuyệt đối an toàn. Tại Đảng Ma Cốc cũng không người nào dám làm loạn, có tranh chấp đi quyết đấu, dám động thủ coi như thống lĩnh cũng sẽ bị trách phạt, khấu trừ chiến công. Dám vô cớ giết người thật có lỗi, thượng tướng quân đều phải chết. Tại đảng ma quân doanh đạt được chiến công, toàn bộ địa giới đều thông dụng, nói một cách khác nơi này đạt được chiến công, giang giật có thể quy ra thành diệt ma các chiến công, địa sát các người cũng có thể quy ra thành địa sát các chiến công, đây là thành lập đảng ma quân doanh lúc, vạn giới đạt thành chung nhận thức. Đảng ma cốc bên trong có vô tận tài nguyên tu luyện, các loại đan dược, bảo vật, vạn lần mười vạn lần tu luyện mật thất. Cũng có thể từ nơi này truyền tống đi nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh, điều kiện tiên quyết là người có chiến công. Ở chỗ này thần nguyên là vô dụng, hết thảy đều muốn chiến công. Đương nhiên, bất kỳ địa phương nào đều có hắc thị tồn tại, có thần nguyên đại gia tộc công tử tiểu thư, có thể tốn hao giá trên trời thần nguyên tìm người vụng trộm mua sắm chiến công. Loại chuyện này phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đều là đại gia tộc người, mà cái này đáng ma quân doanh đại bộ phận cường giả đều là đến từ các giới đại gia tộc. Địch Linh Nhi cùng Mạch Hoài Tăng được an bài tại tổng bộ nhậm chức, không sai biệt lắm cùng loại hoa tỷ loại kia chức vụ, đương nhiên quyền lực không có lớn như vậy. Hai người đơn thuần liền là đến đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đoán chừng cũng có rất nhiều công tử tiểu thư đều tìm các loại quan hệ, an bài chức quan nhàn tản. Giang giật cùng độc linh khác biệt, hai người chế chút cần phải đi tân binh chỗ báo đến, chờ đợi các đại quân doanh chọn lựa, bổ sung thành viên. Hai người gia nhập một đội đại quân về sau, về sau cũng chỉ có thể nghe quân lệnh, đi theo quân đội đi ra nhiệm vụ, tích lũy chiến công. Đương nhiên không ra nhiệm vụ chỉnh đốn lúc, có thể đơn độc đi đón nhiệm vụ sảnh ban bố nhiệm vụ. Địch thiên quân hết thảy tất cả an bài xong, chờ Giang giật đi tân binh chỗ về sau, hắn sẽ an bài người tiếp dẫn. Đến lúc đó đem hai người an bài vào quân đội của hắn, về sau có thể đi ra nhiệm vụ, dạng này có thể chiếu cố một hai, giống như Giang giật có chắc tuyệt biểu hiện, cũng có thể nhanh chóng đề bạt. Đi, hết thảy nghe địch đại nhân an bài, Giang giật cũng không có quá nhiều ý nghĩ, gia nhập ai quân đội đều như thế. Mạch Trường Hà không tại quân doanh, có thể đi theo địch thiên quân cũng không tệ. Địch Minh khẳng định sớm bàn giao, địch thiên quân nhìn người rất không tệ, chỉ ít đi theo hắn người bình thường không dám âm giang giật, đáng ma quân quy củ lừa giết đồng đội người thế nhưng là giết không tha. Vậy thì tốt, các người đi trước tân binh chỗ báo đến, ta chế chút sẽ an bài người tiếp dẫn các ngươi Đưa tin sau các người cũng không cần lại quân doanh, tự hồi trở lại nơi này lại đi, địa bàn của ta không ai dám nói cái gì. Địch thiên quân nhẹ gật đầu, giang giật gật đầu mang theo độc linh xuống dưới, 7 lần qua 8 lần dễ tìm được một cái tòa thành, bị người tới tòa thành phía sau võ đài. Trên giáo trường có rất nhiều người đứng đấy, chờ đợi các đại quân doanh chọn lựa, giang giật hai người trầm mặc đứng đi vào. Bên trong có chừng gần trăm người, thấp nhất là giang giật loại này chiến vương cấp bậc, độc linh loại này chiến thần cảnh cũng có gần 10 người, ngược lại là không có cảm ứng được có phong hào chiến thần cấp bậc. Xa xa xa, bên ngoài đột nhiên đi tới ba người, giang giật độc linh quét qua tinh thần nhất chấn, ba người này hẳn là đến chọn lựa tân binh A à có phải hay không địch thiên quân an bài. Ngươi, 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 theo chúng ta, gia nhập bọn họ phá thiên quân, một cái đại đội trưởng cấp bậc cường giả, một tay chỉ một cái kia gần 10 cái diệt ma chiến thần cấp bậc võ giả, lạnh giọng hạ lệnh, độc linh cũng bị điểm rồi. Giang giật nhướng mày, phá thiên quân cũng không phải là địch thiên quân chỗ quân đội, độc linh giống như bị mang đi, về sau nghĩ triệu hồi đến có thể hay không rất phiền phức. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên lại đi tới ba người, là một tên tư thế hiên ngang nữ chiến thần mang theo hai tên nữ tử hộ vệ, nàng vừa tiến đến sau tùy ý quét qua, con mắt của nàng cùng giang giật đôi mắt đồng thời sáng lên. Kỳ thanh trần đường đường một cái thượng tướng quân thế mà cũng tới tự mình chọn người. Giang giật âm thầm kinh nghi, nội tâm có loại cảm giác không ổn, quả nhiên kỳ thanh trần chỉ một ngón tay giang giật cùng bên người độc linh nói, hai người này, ta muốn. Không được, giang giật bản năng kinh hô lên, hắn cũng không muốn gia nhập kỳ thanh trần quân đội, quân đội của nàng đoán chừng từng bầy công tử ca đánh vỡ đầu chui vào bên trong A đi quân đội của nàng tuyệt đối sẽ náo ra đại sự. Mà lại hắn thật không quen ăn bám, cũng không quen bị một nữ nhân gào to đến gào to đi. chương 1487, đáng tiến bài. Kỳ Thanh Trần cũng không phải là nhằm vào giang giật mà đến, mà lại nàng tuyển người thật đúng là tự chọn, điểm ấy ngược lại là giang giật oan uổng nàng. Nàng theo vạn giới đấu pháp sau trở về một chuyến thiên hàn giới, lập tức liền đến đãng ma quân doanh. Giang giật đoán không lầm, thiên hàn quân chủ muốn đi thiên giới, nàng muốn trở thành mới quân chủ, thủ hộ thiên hàn giới, tự nhiên muốn ổn định cảnh giới, tăng lên chiến lực, tại đảng ma quân doanh liền là tăng lên chiến lực tốt nhất địa phương. Bởi vì nàng là mới tăng thượng tướng quân chi vị, sở dĩ thủ hạ không có người nào, đại quân cần một lần nữa tổ kiến, nàng đối với cái này mới quân đội phi thường coi trọng, tuyển người đều là tự mình chọn lựa, bảo đảm quân đội sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, Giang Giật là một cái phi thường nhân tài ưu tú, một bài thần khúc để kỳ thanh trần đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tăng thêm theo địa sát giới đạt được một chút tin tức, giang giật trên người có rất rất nhiều thần kỳ địa phương, đối với kỳ thanh trần tới nói đây là phi thường nhân tài ưu tú. Nàng cùng y phiêu phiêu quan hệ, cùng trước đó thiếu giang giật ân tình, kỳ thanh trần tự nhiên không có chút gì do dự. Kỳ thanh trần cũng không biết độc linh là theo chân giang giật tới, chỉ là nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là mị ảnh tộc cường giả, mị ảnh tộc tinh thông ám sát thuật, là cấp cao nhất trinh sát, nàng tự nhiên không có khả năng buông tha. Nàng không nghĩ tới chính là, giang giật thế mà cự tuyệt. Toàn trường rất nhiều người cũng một mặt kinh ngạc, tại kỳ thanh trần sau khi đi vào bọn hắn đều nhận ra nàng, đều đầy mắt cực nóng mong mỏi nàng chọn lựa chính mình, không nghĩ tới giang giật được tuyển chọn, lại cự tuyệt nhanh như vậy. Ngậm miệng, kỳ thanh trần sau lưng hai tên nữ quan bên trong một người trùng điệp hừ một cái, bất mãn nói ra, thượng tướng quân chọn lựa người, người không có tư cách cự tuyệt, còn dám nói nhảm quân pháp xử lý. Độc Linh vừa định biểu thị chính mình cũng không nhập, giờ phút này không dám nói tiếp nữa. Kỳ Thanh Trần đôi mắt đẹp nhất chuyển, khẽ cười lên, trong nháy mắt để rất nhiều nam tử đôi mắt mê say. Nàng mặc màu bạc trắng chiến giáp, tư thế hiên ngang, như vẽ gương mặt để nàng phảng phất giống như là trong tranh đi ra tới tiên nữ, nhất là khí chất của nàng quá đặc biệt, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui không có cảm giác tự yên lặng đi vào cảm giác. Kỳ Thanh Trần đẹp cũng không kinh diếm, nàng thuộc về loại kia càng xem càng đẹp nữ tử tựa như là một chùm hoa anh túc có thể làm cho đến gần người tự động trúng độc đã xảy ra là không thể ngăn cản nàng cười nhạt một tiếng đôi mắt đẹp nhìn qua giang giật đột nhiên truyền âm nói giang giật vì sao không được a à chẳng lẽ đi theo ta hội hại ngươi không thành giang giật bất đắc dĩ nhún vai truyền âm nói bên cạnh ngươi con ruồi quá nhiều ta sợ bị âm chết ha ha vừa vặn bản tiểu thư thiếu một cái đáng tiến bài kỳ thanh trần truyền âm một câu sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại quát khẽ nói tự hai người bọn hắn mang về quân doanh nói xong kỳ thanh trần uy phong lẫm lẫm quay người rời đi giang giật cùng độc linh mặt thoáng cái biến thành mướp đắng kia hai cái nữ quan quát lạnh nói hai người các ngươi theo chúng ta đi dám can đảm nói nhảm tự gánh lấy hậu quả mã lạc qua bích giang giật thầm mắng một tiếng lại thúc thủ vô sách coi như tìm địch thiên quân đoán chừng cũng vô ích kỳ thanh trần thế nhưng là thượng tướng quân quan hơn một cấp đè chết người Nơi này cũng không phải địa sát giới, địa sát quân chủ cũng không dùng được, hai người chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cùng đi theo, bằng không đợi đợi hai người chính là quân Pháp. Địch thiên quân cùng hai người nói đến rất rõ ràng, nơi này quân Pháp đặc biệt nghiêm khắc, bị đánh đến gần chết kia là chút lòng thành, liền sợ khấu trừ chiến công, làm khổ dịch. Giang giật cũng không muốn vừa đến nơi này, một điểm chiến công không có đem tới tay, ngược lại đi làm khổ dịch mấy tháng. Ông, Giang giật lặng yên lấy ra ngân ma mặt nạ đeo lên, đồng thời lợi dụng huyễn ảnh thần thông đem thân thể lặng yên chuyển biến, tóc cũng thay đổi thành màu đen, dạng này sẽ không như vậy dễ thấy, chỉ ít kẻ không quen biết khẳng định cũng không nhận ra hắn. Kỳ thanh trần thế nhưng là nhân vật tiêu điểm, một cái không tốt hắn vào kỳ thanh trần quân đội tin tức sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ đảng Ma Cốc. Ý nghĩ của hắn không tệ, đáng tiếc mới vừa đi ra tòa thành hướng mặt phía bắc đi đến lúc, nơi xa đi tới một đám người, phía trước nhất là một cái khôi ngô công tử ca, giang giật đối với hắn có chút ấn tượng, tựa như là thập đại giới diện một trong, bạch hà giới quân chủ nhi tử. Công tử này rõ ràng là hướng về phía kỳ thanh trần mà đến, hắn thật xa giống như tắm gió xuân nở nụ cười, liên thanh nói ra, thượng tướng quân, bạch đế thiên mộ danh tìm tới, đế thiên không cần bất luận cái gì chức vị, chỉ cần có thể ở trên tướng quân thủ hạ làm một cái tiểu binh là đủ, hy vọng thượng tướng quân không muốn lau đế thiên mặt mũi a. À. Quả nhiên, Giang giật bất đắc dĩ cúi đầu nở nụ cười khổ, không cần phải nói về sao dạng này con ruồi hội càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí kém chút nghĩ thối lui đãng ma quân. Bất quá nghĩ đến không đủ ba năm là không có cách nào trở về, hắn chỉ có thể âm thầm nhất cả trứng. Để hắn càng nhất cả trứng sự tình phát sinh, kỳ thanh trần cười nhạt một tiếng, thân thể nhất truyền nhìn xem giang giật nói, vị này là ta hỏa phượng quân giám quân, chuyên phụ trách nhận người công việc. Bản tướng quân đã ủy quyền cho hắn, các người muốn gia nhập hỏa phượng quân, có thể tìm hắn. Bạch công tử, bản tướng quân còn có quân vụ, trước hết cáo từ một bước ba ba bá sở hữu ánh mắt đều quét về phía giang giật kỳ thanh trần một người nhanh chân rời đi giang giật chỉ có thể trông mong nhìn xem kỳ thanh trần bóng lưng biến mất ở phía xa hắn cảm giác được bạch đế thiên nhãn bên trong hồ nghi cùng vẻ đề phòng đàn kém chút nát kỳ thanh trần không có nói đùa nàng là thật đem hắn lấy ra làm đáng tiễn bài nghĩ đến vô số công tử chen chúc mà đến giang giật muốn tự tử đều có hắn cũng không phải tới chơi hắn là đến làm chiến công Giống như ngày nửa thiên bồi đám này công tử tiểu thư đùa lời nói, vậy hắn còn không bằng không tới. Giám quân đại nhân tốt, Bạch Đế Thiên phong độ không tệ, sắc mặt không có nửa điểm cải biến, đối với kỳ thanh Trần không cho mặt mũi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn hướng Giang giật khẽ gật đầu, lập tức mỉm cười nói, nếu như ta không có nhận lầm, giám quân đại nhân hẳn là. Giang giật công tử a tại hạ Bạch Hà giới Bạch Đế Thiên, không biết Giang công tử nhưng còn có ấn tượng. Bạch công tử tốt. Giang giật chỉ có thể cắn răng trên đỉnh, hắn trầm ngâm một lát nói ra, tại hạ cũng là vừa mới tiếp quản giám quân chi vị, còn như hỏa phượng quân nhận người sự tình, còn không có một cái hoàn hảo điều lệ. Dạng này, bạch công tử về trước đi, quay đầu ta để cho người ta thông chi ngươi. Kia tốt, bạch đế thiên nho nhã cười một tiếng, chắp tay nói, vậy ta liền chờ giám quân đại nhân tin tức tốt, quay đầu có chút thổ đặc sản dâng lên, hy vọng giám quân đại nhân không muốn chối từ. Bạch đế thiên hàn huyên hai câu dẫn người đi, Giang Giật đi theo hai cái nữ quan hướng hỏa phượng quân quân doanh đi đến, một đường ở trong lòng chỉ muốn chửi thề. Kỳ Thanh Trần đây là muốn đem hắn cầm tại trên lò lửa nướng a, là chiến công có thể hay không nhanh chóng cầm tới không biết. Tóm lại ngày khác con tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Loại này công tử ca ngươi để bọn hắn tiến vào hỏa phượng quân, khẳng định hội đại loạn, từng cái đều giành trước lấy lòng Kỳ Thanh Trần, vô sự mà ân cần, tranh giành tình nhân. Đoán chừng lúc khai chiến cũng sẽ loạn thất bát tao, một mực quân đội không có nghiêm minh quân kỳ cái này chiến còn thế nào đánh một khi gặp được nguy hiểm, đám này công tử đoán chừng chạy so thỏ tử nhanh hơn a. À. Giống như cử tuyệt bọn hắn gia nhập, Giang giật khẳng định phải đắc tội không ít người, bị bọn hắn đều ghi hận, tăng thêm ghen ghét chi tâm, hắn tại cái này đáng ma quân liền muốn bị theo bốn phương tám hướng phóng tới tên bắn lén. Hắn đối với đám này bọn công tử hiểu rõ nhất, làm chính sự không được, âm mưu quỷ kế trời sinh liền sẽ. Chương 1488, lăng đầu thanh. Ngóa, ngóa, càng nghĩ càng nhức cả trứng giang giật sắc mặt càng ngày càng khó coi cũng may mang theo ngân ma mặt nạ ngoại nhân không nhìn thấy nếu không sẽ nhìn thấy cái kia tấm âm trầm tới cực điểm mặt một đường hành tẩu bốn người rất nhanh đã tới một cái quân doanh để giang giật ngoài ý muốn chính là cái này quân doanh phi thường nhỏ tại hai cái đại quân trong doanh ở giữa xem võ đài cùng quân trướng tối đa cũng chỉ có thể dung hạ ngàn người giang giật thần thức dò xét thoáng cái phát hiện người bên trong cũng không nhiều chỉ có hơn một trăm người dáng vẻ hai tên nữ quan mang theo giang giật độc linh đi vào ở giữa xoái doanh cửa ra vào có hai tên nữ quân sĩ thủ vệ khí tức cùng hai tên nữ quan không sai biệt lắm đều là diệt ma chiến thần cấp bậc giang giật trở ra nhìn xem kỳ thanh trần nhàn nhạt ngồi uống trà thần thái nhàn nhã không nhịn được giận không chỗ phát tiết lạnh giọng chắp tay nói ra thượng tướng quân gia nhập hỏa phượng quân có thể nhưng này cái gì dám quân ta lại làm không được người khác mời cao minh đi kỳ thanh trần không có phản ứng giang giật uống xong một ly trà về sau mới nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái nói, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, giám quân có thể được đến chiến công cùng thống lĩnh là giống nhau, người xác định không làm. Cùng thống lĩnh đồng dạng, giang giật thình thịch tâm động, địch thiên quân cùng mạch trường hà lăn lộn nhiều năm như vậy cũng liền một người thống lĩnh A, hắn người giám quân này có thể cùng thống lĩnh cùng cấp cái này so tiểu ưng vương tấn thăng còn nhanh A. Thống lĩnh phía trên liền là thượng tướng quân, đoán chừng đều là cấp cao nhất phong hào chiến thần đảm nhiệm, vị trí này hắn khẳng định không cần nghĩ, cho nên có thể làm giám quân chi vị, kia là có thể được đến nhiều nhất chiến công vị trí. Chỉ là, giống như ngồi tại người giám quân này vị trí, xác định sẽ không để cho đám kia đám công tử ca âm chết. Hắn bắt đầu cân nhắc lợi hại, đã gia nhập đáng ma quân, hắn là chạy không được, giống như mời kỳ thanh trần buông tha hắn, đoán chừng kỳ thanh trần sẽ cho mặt mũi này, chuyển cho địch thiên quân quân đội. Hắn cũng có thể không làm giám quân vị trí, lưu tại hỏa phượng quân, nhưng như vậy không bằng đi địch thiên quân quân đội, như thế không có quá nhiều chuyện phiền toái, có thể an tâm kiếm chiến công. Không đi qua bên kia tấn cấp khẳng định hội khó khăn một chút, dù sao địch thiên quân chỉ là một người thống lĩnh, là tuyệt đối không có khả năng cho giang giật dám quân chi vị. Một bên ổn định an toàn, một bên món lãi cách xù nhưng nguy hiểm rất lớn. Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, bên kia kỳ thanh trần lại không cao bồng bình quét giang giật một chút, mở miệng nói ta lửa này phượng quân A, không định chiêu quá nhiều người, nhiều nhất năm 600 đi, không đạt tới diệt ma chiến thần, hoặc là không có đặc thù thần thông tuyệt đối không muốn. Người ở chỗ tinh mà không tại nhiều, ít người mỗi lần nhiệm vụ lấy được chiến công phân xuống tới chính là hải lượng. Mà lại chỉ có chúng ta hỏa phượng quân mới có phong vương cấp võ giả A, bản tướng quân chuẩn bị mỗi lần xuất chiến đều xung phong đi đầu. Ân, Giang giật A, người nếu là không muốn làm người giám quân này, vậy liền không nên quá miễn cưỡng, người cũng có thể làm cái binh lính bình thường. Ách, Giang giật đôi mắt lập tức sáng lên. Kỳ Thanh Trần nói không sai, chỉ có hỏa phượng quân mới có phong vương cấp cường giả, mà lại nàng là đến rèn luyện, khẳng định nhiều lần đều xuất chiến, như vậy chấp hành nhiệm vụ sẽ phi thường nhẹ nhõm. Giống như hỏa phượng quân thật chỉ chiêu như vậy một chút người, mà lại ít nhất đều là diệt ma chiến thần, sức chiến đấu tuyệt đối không yếu, phân xuống tới chiến công đây tuyệt đối là hải lượng A. Ta làm, giang giật cắn răng quát khẽ, gan lớn ăn no gan nhỏ chết đói, dù sao mỗi lần kỳ thanh trần đều xuất chiến, cho dù có người âm hắn, mọi thứ cũng có nàng chịu lấy hắn có một cái 10 năm ước hẹn bước thiết cần tăng lên chiến lực coi như nguy hiểm rất lớn hắn cũng không quản được nhiều như vậy ha ha kỳ thanh trần trợn trắng mắt mị thái tự nhiên thấy giang giật nội tâm rung động nàng có chút đùa cợt nói ra ngươi không phải không phục tùng cơm chùa sao ngươi người này a à, thật không có khí tiết giang giật tức giận đến răng trực dương dương kỳ thanh trần đây là rõ ràng đang trả thù a à. hắn thật sâu hít hai cái khí ngược lại nhếch miệng cười hắc hắc nói người khác cơm chùa ta khẳng định khinh thường, tương lai thiên hàn quân chủ cơm chùa vẫn có thể chấp nhận thoáng cái. Ngươi yên tâm, quay đầu các loại chờ ta lên như diều gặp gió, ta để ngươi ăn bám. Ha ha ha, kỳ thanh trần cười ha hả, mặc dù mặc ngân sắc chiến giáp, nhưng nàng mặc chính là nguyễn giáp, đồng dạng một trận sóng lớn mãnh liệt, nàng cười một trận mới đùa cợt nói ra, được, bản tướng quân rửa mắt mà đợi, hy vọng ngày đó ta còn không có xuống mồ. Giang giật cũng không muốn cùng kỳ thanh trần đấu võ mồm, nữ nhân này nói chuyện theo bên trong dấu châm, câu câu trong lời nói đều là mỉa mai. Mặc dù đạt đến phong vương cấp, thực lực khinh thường quần hùng, nhưng cùng tiểu nữ nhân thật đúng là không có khác nhau. Hắn trầm ngâm một phen, nói đến chính sự, thượng tướng quân, bạch công tử muốn gia nhập hỏa phượng quân, ta đoán chừng qua một thời gian ngắn muốn gia nhập công tử hội càng nhiều, người xem xử lý như thế nào. Xử lý như thế nào là ngươi sự tình. Kỳ thanh trần tay nhỏ vung lên nói, ta vừa rồi đã toàn quyền buông tay cho ngươi, về sau những này chính là của ngươi sự tình. Ta chỉ có mấy cái yêu cầu, đệ nhất mau chóng triệu tập 500 người, chiến lược thấp nhất muốn đạt tới diệt ma chiến thần, làm sao làm người ngươi suy nghĩ biện pháp, người đủ chúng ta lập tức làm nhiệm vụ. Thứ hai, quân đội không thể loạn, loạn ngươi phụ trách, quân kỷ bởi ngươi toàn quyền nắm giữ. Thứ ba, ân, ta còn chưa nghĩ ra, quay đầu nói cho ngươi, tốt ngươi đi xuống đi, có chuyện tìm kỳ nguyệt kỳ hà, nếu có người không phục trực tiếp báo cáo quân pháp chỗ. Tuân mệnh, hai tên nữ quan cúi đầu lĩnh mệnh hai người là kỳ gia người đối với kỳ thanh trần mệnh lệnh không có nửa điểm hoài nghi giang giật có chút bó tay rồi hắn trước kia quen thuộc làm vung tay trưởng quỹ ngược lại tốt kỳ thanh trần làm vung tay trưởng quỹ chính mình biến thành nàng người hầu không chỉ có muốn giúp nàng ngăn trở những công tử ca kia còn muốn hỗ trợ quản lý quân đội tốt ta đi mạc mạc tình huống trước nhìn thấy kỳ thanh trần cúi đầu uống trà không để ý tới mình nữa giang giật chỉ có thể cắn giang lĩnh mệnh mang theo độc linh đi xuống hắn chuẩn bị trước biết rõ ràng một chút tình huống lại đến tiếp quản hỏa phượng quân công việc mau chóng tổ kiến một chi đại quân sau đó chấp hành nhiệm vụ hai tên nữ quan các loại chờ giang giật sau khi đi một người vẫn là không nhịn được nội tâm nghi hoặc chắp tay hỏi tiểu thư giang giật người này có thể tin được không hắn có thể hay không phóng những công tử kia bọn họ vào đây vạn và nhất hắn thu chỗ tốt đến lúc đó hỏa phượng quân coi như loạn vậy thì có làm trái tiểu thư dự tính ban đầu ha ha Kỳ Thanh Trần cười yếu ớt lắc đầu nói, yên tâm đi, Giang giật so với chúng ta càng để ý đội quân này sức chiến đấu, hắn đến đáng ma quân tuyệt đối là vì chiến công mà đến, hắn cần đại lượng chiến công, đến để thăng chiến lực mạnh mẽ đi cứu mẹ hắn thân, phóng một đám ăn chơi thiếu ra vào đây, hắn mới sẽ không ngu như vậy. Người này là cái lăng đầu thanh, còn cùng rất nhiều đại nhân vật có chút rất huyền diệu quan hệ, để hắn đi làm cây đao này không còn gì tốt hơn. Các ngươi về sau hảo hảo phụ trợ hắn đi, ta bế quan một đoạn thời gian, chỉ cần hắn huyên náo không quá quá mức, đều không cần bẩm báo ta, chờ đủ 500 người, các ngươi liền đi nhận nhiệm vụ. Lăng Đầu Thanh, hai tên nữ quan liếc nhau âm thầm kêu khổ, Kỳ Thanh Trần ngược lại tốt trực tiếp bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, mặc cho bên ngoài phiên Giang đảo hải. Các nàng đi theo Giang giật cái này Lăng Đầu Thanh, đi đánh các đại gia tộc công tử mặt, không biết hội làm ra cái gì yêu thiêu thân a. Chương 1489, giải quyết tại chỗ. Tìm hiểu tin tức rất nhanh trở về tìm tìm mạch hoài tang cùng địch linh nhi hai người ra ngoài dạo qua một vòng chỉ là hai canh giờ liền trở lại đem đãng ma cốc đại khái tình huống thăm dò rõ ràng đãng ma cốc hoàn toàn chính xác tới rất nhiều công tử ngoại trừ tiểu ưng vương bên ngoài phần lớn người đều muốn gia nhập kỳ thanh trần hỏa phượng quân một là kỳ thanh trần định ra phong cách hỏa phượng quân thấp nhất cần đạt tới chiến thần cấp bậc mà lại nhận người không nhiều dạng này nhánh đại quân này chiến lược khẳng định liền có thể xem rất nhiều công tử có thể ở bên trong đạt được lịch luyện Đệ nhị tự nhiên là muốn cầm xuống kỳ thanh trần, chỉ cần kỳ thanh trần không bị bất kỳ một cái nào nam tử cầm xuống, vậy liền còn có cơ hội. Giang Sơn Mỹ nhân ai cũng muốn, kỳ thanh trần cũng không có khả năng tuổi già cô đơn cả đời, kỳ gia cần truyền thừa tiếp. Mặc dù dùng hậu sinh nhi tử trong đó một cái có thể sẽ họ kỳ, thiên hàn giới có thể vẫn là kỳ gia, nhưng nếu là con của mình đương gia, đây còn không phải là chẳng khác gì là nhà mình. Tiểu ưng vương như thế tuyệt thế nam tử đều bắt không được kỳ thanh trần, điều này nói rõ kỳ thanh trần người này cũng không chú trọng bề ngoài cùng gia thế cái này cũng nói rõ bất luận kẻ nào đều có cơ hội chỉ cần cùng kỳ thanh trần cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu mỹ nhân kia vào lòng cơ hội sẽ vô hạn tăng lớn để giang giật nhức đầu là không chỉ là các giới đại gia tộc công tử tự liền đảng ma quân nội bộ siêu cấp đại gia tộc công tử cũng gia nhập cạnh tranh tỷ như hai cái phong vương cấp thống soái tôn tử liền đã tìm người uyển chuyển biểu thị muốn gia nhập hỏa phượng quân bất quá kỳ thanh trần không có đáp ứng cũng không có cực tuyệt, cái vấn đề khó khăn này đá cho giang giật. Như đắc tội hai cái này công tử, cũng liền đắc tội đáng ma quân hai cái trí cao thống soái Duy nhất không muốn gia nhập hỏa phượng quân chỉ có tiểu ưng vương, hắn cũng một mực không có nghĩ qua gia nhập hỏa phượng quân, mà là vừa đến đã đi chấn ma quân, đoạn thời gian trước một đường khiêu chiến, thành công tấn cấp làm một người thống lĩnh. Hắn ý tứ rất rõ ràng, để kỳ thanh trần xem hắn thực lực, tựa như một cái hùng sư tử biểu hiện ra chính mình hung mãnh sức chiến đấu, đoán chừng các loại chờ tích lũy chiến công, hắn sẽ còn khiêu chiến thượng tướng quân, dạng này liền có thể cùng kỳ thanh trần bình khởi bình tỏa. Chờ sau này cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa, chiến lực đạt đến phong vương cấp, lại dùng tuyệt đối thực lực chinh phục kỳ thanh trần. Để giang giật nhức đầu sự tình còn có một cái, nhận người. Kỳ thanh trần định phong cách quá cao, nàng đã tới đoạn thời gian này giải quyết xong chỉ chiêu hơn 100 người trong đó còn có mười mấy cái là nàng theo thiên hàn giới mang tới bồi dưỡng thành viên tổ chức. Kỳ Thanh Trần nói muốn 500 người, giống như không đủ người làm sao nhận nhiệm vụ chẳng lẽ một mực chờ gian giật thời gian thế nhưng là rất chân quý, không có khả năng nhận người tốn hao thời gian mấy tháng. Giang giật suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi quân doanh tìm kỳ nguyệt kỳ hà thương nghị một trận, bên này địch thiên quân đối với hắn gia nhập hỏa phượng quân ngược lại là không có ý kiến gì, ngược lại càng chân tâm cao hứng cho hắn. Dù sao hỏa phượng quân thế nhưng là có một cái phong vương cấp cường giả, đi theo kỳ thanh trần nhiệm vụ quá tốt hoàn thành. Ngược lại mạch hoài tang cùng địch linh nhi có chút u oán, cho rằng giang giật nghĩ thông đồng kỳ thanh trần mạch hoài tang khó chịu chi ý hiện ra sắc địch linh nhi ngược lại là chỉ là có chút ảm đạm thôi giang giật không để ý đến hai người mang theo độc linh đi hỏa phượng quân doanh tại soái doanh bên trong tìm được kỳ nguyệt hai người hai người thái độ đối với hắn hoàn toàn khác biệt gặp hắn sau khi đi vào lập tức hành lễ tham kiến giám quân đại nhân đứng lên đi giang giật phất phất tay nghi hoặc hỏi thượng tướng quân đâu kỳ nguyệt trả lời thượng tướng quân bế quan nàng nói mọi chuyện Giám quân đại nhân làm chủ, chờ triệu đầy 500 người lại để nàng làm nhiệm vụ. Giang giật có chút im lặng, cái này Kỳ Thanh Trần thật đúng là buông tay a. À. Hắn cũng không dám ngồi tại chủ vị, an vị ở bên trái cái thứ nhất chỗ ngồi, trầm giọng hỏi, 500 người rất khó triệu tập a, à, vừa rồi trại tân binh bên trong không phải còn có 7, 8 cái chiến thần cấp bậc võ giả a, à vì sao các ngươi không có chọn đâu? Những người kia chỉ là thiên lực đạt tới chiến thần cấp mà thôi. Kỳ Nguyệt giải thích nói, giống như đại nhân đạt đến chiến thần cấp bậc người liền có thể cảm nhận được khí thế nhưng thật ra là khác biệt, bọn hắn tổng hợp chiến lực hẳn là cũng tựu thần vương đỉnh phong dáng vẻ. Độc Linh gật đầu nói, không sai, những người kia không vừa ý dùng. Giang giật nhức đầu, gãi đầu một cái nói, vậy làm sao triệu đủ 500 người. Kỳ Nguyệt trông mong nhìn qua Giang giật nói, thuộc hạ không biết, hết thảy nghe theo đại nhân an bài. Báo, đúng lúc này, bên ngoài một cái lính liên lạc vào đây, bẩm báo nói, bẩm chư vị đại nhân, bên ngoài có một cái tự xưng thù đao công tử nói muốn gặp mặt thưởng tướng quân. Thù đao, giang giật trong mắt lóe lên một tia mơ hồ, độc linh nhỏ giọng giải thích nói, cựu gia tựa như là thiên mạc giới chúa tể. Kỳ Nguyệt cũng cười khổ bẩm báo, giám quân đại nhân, thù đao là thiên mạc giới đệ nhất công tử, mấy lần trước ta đều từ chối tiểu thư không tại, gần nhất đã tới bảy tám lần. Không để yên, giang giật đôi mắt lạnh lẽo, nghĩ nghĩ quát khẽ nói, để hắn vào đi. Kia lính liên là có chút trần chờ, dù sao giang giật bổ nhiệm không có hạ đạt, kỳ nguyệt quét qua âm thanh lạnh lùng nói, vị này là giám quân đại nhân, còn không đi truyền lời. Lính liên lạc đi xuống, giang giật thình lình đứng dậy ngồi lên chủ vị, nhiễm nhiên một bộ người chủ trì dáng vẻ, kỳ nguyệt cùng kỳ hà liếc nhau, thật cũng không nói cái gì. Kỳ thanh trần cho giang giật quyền lực rất lớn, nàng không có ở đây thời điểm, giang giật hoàn toàn chính xác có thể ngồi lên vị trí này. Sau một lát, xoái doanh truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, một tên hoa bảo thanh niên anh tuấn mang theo hai người nhanh chân đi đến người còn vào đây tiếng cười đã vang lên ha 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 thanh trần tiểu thư là muốn gặp ngươi một mặt cũng khó khăn a à. ách ngươi là ai thanh niên nhìn thấy giang giật thế mà ngồi tại kỳ thanh trần vị trí khơi kinh ngạc cùng hoài nghi kỳ nguyệt liền vội vàng giới thiệu cựu công tử vị này là chúng ta giám quân đại nhân giám quân thù đao hồ nghi quét giang giật vài lần không để ý đến ngược lại cùng Kỳ Nguyệt hỏi Thanh Trần tiểu thư đâu nàng có phải hay không tại trốn tránh bản công tử A Kỳ Nguyệt tiểu thư lần trước nói sự tình thế nào Kỳ Nguyệt không có trả lời phía trước vấn đề kia mà là nhìn về phía Giang Giật nói muốn gia nhập hỏa phượng quân cần giám quân đại nhân đồng ý thượng tướng quân đã bế quan hỏa phượng quân tất cả mọi chuyện đều là giám quân đại nhân làm chủ A à, thù đao trong mắt chợt lóe sáng bắt đầu nhìn thẳng vào Giang Giật hắn liếc mấy cái trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chắp tay nói tại hạ thù đao, dám quân đại nhân họ gì. Giang giật mang theo ngân ma mặt nạ, không nhìn thấy biểu lộ, đôi mắt đến rất là lạnh lùng, hắn mở miệng nói cựu công tử đến ta hỏa phượng quân, cần làm chuyện gì. Thù đao gặp Giang giật thế mà không tiếp lời ngữ khí còn lạnh lùng như vậy cái này quá không cho mặt mũi. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia nổi giận, cố nén lửa giận, chắp tay nói cũng không có việc gì, chúng ta mới vừa tới đến đảng ma quân doanh, nghe nói hỏa phượng quân tại nhận người, sở dĩ muốn gia nhập hỏa phượng quân dám quân đại nhân cho cái thuận tiện thật có lỗi giang giật không có chút gì do dự lạnh giọng nói các ngươi nếu muốn gia nhập quân đội mời đi trại tân binh đưa tin giống như các ngươi thỏa mãn điều kiện chúng ta hỏa phượng quân tự nhiên sẽ tuyển nhận ây thù đao cùng sau lưng hai người sắc mặt đại biến giang giật đây là triệt để một điểm mặt mũi không cho thù đao trong mắt sát cơ lóe lên sau lưng hai người khí thế cũng vô hạn dâng lên độc linh lại cười lạnh lách mình ra nói thế nào ba vị nghĩ tại chúng ta hỏa phượng quân doanh động thủ theo đảng ma quân quân quy có tin ta hay không đem các ngươi giải quyết tại chỗ ha 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 thù đao cười ha hả đùa cợt nhìn qua giang giật cùng độc linh nói được a à, các ngươi nếu có gan đem chúng ta đều giết đi liền sợ các ngươi không có lá gan này ngớ ngẩn giang giật bất đắc dĩ khoát tay áo ném ra một câu người tới đem ba người này gây chuyện cho bản giám quân ném ra bên ngoài nếu dám động thủ trực tiếp giết chết, báo cáo quân pháp chỗ. chương 1490, bọn hắn tính là cái gì? Vù vù, giang giật thanh âm vận dụng thiên lực, kinh động đến phía ngoài hỏa phượng quân, thoáng cái sông tới hơn 10 người, bất quá bọn hắn cũng không biết rõ giang giật thân phận, sở hữu sau khi đi vào cũng không có động thủ, chỉ là đem ánh mắt bỏ ra kỳ nguyệt kỳ hà. Ha ha ha, thù đao nhìn thấy hỏa phượng quân không dám động, cho là bọn họ sợ, cười ha hả đùa cợt nói ra, động thủ A, làm sao không động thủ, Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà liếc nhau, có chút không dám hạ mệnh lệnh, dù sao Thiên Mạc giới là thập đại giới diện một trong, Cửu gia lão gia tử cũng là phong vương cấp cường giả, thủ đao là đệ nhất công tử đại biểu thế nhưng là cửu gia mặt mũi. Giang giật đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà, lạnh giọng nói ra, ta có phải hay không dám quân, ta có tác dụng hay không thượng tướng quân như thế nào cùng các ngươi phân phó. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà lần nữa liếc nhau, cái trước cắn răng nói ra, thượng tướng quân có lệnh, nàng không tại quân doanh lúc hết thảy nghe theo giám quân đại nhân mệnh lệnh. Cầm xuống, Giang giật chợt quát một tiếng, độc linh động, thân thể huyễn hóa thành mấy chục cái phân thân, trong tay xuất hiện một cái màu xanh dao găm, dùng tốc độ khủng khiếp hướng thủ đao bay đi. Thủ đao ba người thậm chí còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy đầy trời ảnh tử, cái kia thanh lóng lánh u quang dao găm đã chống đỡ thủ đao cổ. Vù vù, xông tới hỏa phượng quân cường giả cũng động, toàn bộ rút ra binh khí chống đỡ cửu ra hai tên cường giả, rét lạnh sát khí bao phủ thủ đao ba người nhất là độc linh sát khí chi trọng, để thù đao không có nửa điểm hoài nghi hắn nếu dám làm loạn, đoán chừng sẽ lập tức bị chém giết. Ông, giang giật trên mặt ngân ma mặt nạ lóe lên, hắn một tay lấy xuống, đồng thời thân thể có chút biến ảo, khôi phục nguyên bản tướng mạo, hắn mặt không thay đổi nhìn qua thù đao nói ra, cứu công tử, tại hạ không dám họ giang, tên một chữ một cái giật chữ, là địa sát giới diệt ma các đại tư không, trước đó không lâu bị phong xưng là giang giật chiến thần hiện bị kỳ thượng tướng quân bổ nhiệm làm hỏa phượng quân giám quân hôm nay không phải lên tướng quân không nể mặt ngươi mà là ta giang giật đồng thời xin ngươi nhắn dùm đám kia bọn công tử muốn gia nhập hỏa phượng quân thành thành thật thật đi trại tân binh trở lấy mặt trời lặn thời gian ta hội trại tân binh tuyển người chỉ cần phù hợp yêu cầu đều có thể gia nhập không phù hợp yêu cầu hết thảy thật mất mặt cho ngươi là chính mình đi vẫn là ta để cho người ta đem ngươi ném ra bên ngoài giang giật nguyên lai là ngươi thù trên mũi dao lần vạn giới đấu pháp hẳn là không đi bất quá giang giật danh tự ngược lại là nghe nói qua, hắn đôi mắt băng lãnh như thiết, nhìn chòng chọc vào giang giật, cười lạnh nói, rất tốt, người có gan. Chúng ta đi, độc linh lui trở về, những người còn lại đem binh khí lấy ra, thù đao ba người nổi giận đùng đùng rời đi. Giang giật phất phất tay để những cái kia hỏa phượng quân xuống dưới, hắn thản nhiên ngồi xuống, kỳ nguyệt cùng kỳ hà lại mặt mũi tràn đầy lo âu và bất an. Kỳ nguyệt đợi một hồi vẫn là vẫn là không nhịn được hỏi, giám quân đại nhân, dạng này. Thật được không, ha ha giang giật nhún vai một cái nói thượng tướng quân không phải liền là cần ta như vậy sao nếu không nàng tìm ta làm giám quân làm gì những công tử này nàng không tốt vào chỗ chết đắc tội vậy chỉ có thể ta tới a à, kỳ nguyệt kỳ hà liếc nhau giống như giang giật nói hoàn toàn chính xác kỳ thanh trần để giang giật đến ngồi vị trí này muốn chính là cái này hiệu quả có giang giật ở phía trước chịu lấy chỉ ít kỳ thanh trần cùng những công tử kia không có triệt để vạch mặt về sau cũng tốt gặp nhau thế nhưng là Kỳ Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, Giang giật bá đạo phất phất tay nói, được rồi, các người đi xuống đi, yên tâm. Nhà các người tiểu thư rất thông minh, nàng cái gì đều coi là tốt. Tại đảng ma quân doanh không ai dám làm loạn, đi ra chúng ta cũng không sợ, còn như đắc tội những công tử ca kia ta căn bản không quan tâm. Ta Giang giật cửu nhân nhiều chính là, bọn hắn tính là cái gì? Rõ, Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà hai người không người xuống làm lễ, giờ khắc này ngược lại là đối với Giang giật triệt để đổi cái nhìn mặc dù giang giật thực lực các nàng không có được chứng kiến chỉ ít cái này can đảm là tiêu chuẩn không cần hoài nghi các loại trợ thù đao đem nói chuyển đi giang giật trong nháy mắt sẽ cùng sở hữu ngấp nghé ngưỡng mộ kỳ thanh trần công tử kết thù ngấp nghé ngưỡng mộ kỳ thanh trần công tử có bao nhiêu bọn hắn đại biểu bao nhiêu thế lực cường đại kỳ nguyệt cùng kỳ hà đếm không hết giang giật không sai biệt lắm đã cùng toàn bộ địa giới đại bộ phận siêu cấp gia tộc kết thù cái này nếu là người bình thường sợ là bị đám kia đám công tử ca chơi như thế nào chết cũng không biết về sau đoán chừng tại địa giới cũng đừng hòng ra mặt. Bất quá nghĩ đến kỳ thanh trần nói giang giật bối cảnh rất sâu, kỳ nguyệt kỳ hà hai người cũng mặc kệ, dù sao là giang giật mình sự tình. Không ra kỳ nguyệt kỳ hà ngoài ý liệu, thù đao sau khi trở về, toàn bộ đảng ma quân danh vỡ tổ. Trong khoảng thời gian này tới đám công tử ca lại nhiều rất nhiều, đây là một cái phản ứng dây chuyền kỳ thanh trần tới, tiểu ưng vương theo tới. Tiểu ưng vương theo tới, rất nhiều tiểu thư tới, những này tiểu thư tới, vô số công tử ca chen chúc mà tới. Đảng ma quân doanh biến thành cái thứ hai vạn giới đấu pháp, các đại gia tộc đều có thế lực tại bên trong quân doanh, chúng công tử tiểu thư ở chỗ này kỳ thật muốn tới thì tới muốn đi thì đi, vừa có thể kết thân các đại gia tộc tương lai cao tầng, lại có thể tán gái nở hoa tràng, còn có thể lịch luyện một phen cớ sao mà không làm. Sở dĩ trong khoảng thời gian này đảng ma cốc rất náo nhiệt, các công tử tiểu thư yến hội không ngừng tổ chức, lẫn nhau ở giữa một mực tải đi lại. Thù đao đem giang giật một truyền, những công tử kia bọn họ đều xôi trào. Cũng dẫn đến mạch hoài tăng cùng địch Linh Nhi trở nên rất xấu hổ, bởi vì tại mọi người xem ra giang giật người sau lưng là địa sát quân chủ. Đại gia tộc công tử coi trọng nhất chính là cái gì? Mặt mũi, ngươi để bọn hắn không mặt mũi, bọn hắn tự dám để cho ngươi mất mạng. Giống như nơi này không phải đáng ma cốc, đoán chừng vài phút liền sẽ có người đánh tới hỏa phượng quân doanh, đem giang giật giết chết. Một đám công tử tụ tập cùng một chỗ, phá không mắng to một trận sau bắt đầu thương nghị, làm sao tìm được hồi trở lại mặt mũi. Đám này bọn công tử làm chính sự không được, tính toán người tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, rất nhanh hai cái kế hoạch ra lò, mấy cái công tử nhao nhao hành động, bắt đầu bố trí, những người còn lại thì chuẩn bị xem kịch vui. Cho hay khoảng chừng sau hai canh giờ tụ bắt đầu diễn. Sau hai canh giờ, một tòa cự đại tòa thành bên trong đi ra một cái áo bào tím thanh niên đầu chọc, thanh niên này tướng mạo một chữ, yêu. Thanh niên dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt rất khôi ngô, đầu trụi lùi, một cái màu đỏ hình xăm theo cái chán sinh trưởng về phía sau não, hình xăm vẫn là một loại kỳ quái hỗn độn thú, thoạt nhìn như là một đầu thạch sung. Người này tay trái bên trên mang theo một cái ngân sắc vòng tay, đi đường phát ra từng đạo thanh âm thanh thúy, con người hẹp dài hẹp dài, bên trong hàn quang lập lè, nhìn một chút cũng cảm giác người này không phải dễ trêu toàn thân đều toát ra một cỗ tả ý. Cộc cộc cộc, thanh niên này mang theo một đám công tử cùng hộ vệ, cộng lại ít nhất có 40, 50 người, nghênh ngang hướng hỏa phượng quân doanh đi đến toàn bộ đảng ma cốc thoáng cái tựu náo nhiệt thanh niên này tại đảng ma cốc quá có tiếng tại rất lo xa bên trong coi như đi trêu chọc phải tướng quân cũng không thể trêu chọc hắn thanh niên họ du tên thiên nghịch là đảng ma cốc một cái phong vương cấp thống soái duy nhất tôn là đảng ma cốc nội bộ trong thế lực xếp hạng thứ nhất hoàn khố công tử thật ác độc vui đấu kiệt ngạo bất tuần hết lần này tới lần khác người này thiên tư tung hoành thực lực so tiểu ưng vương cũng không yếu bao nhiêu thâm thụ du thiên vương yêu thích, thập đại thượng tướng quân nhìn xem hắn cũng nhức đầu. Rất rõ ràng, du thiên nghịch đây là bị người châm ngòi, trừ hỏa phượng quân doanh đập phá quán. chương 1491, quỳ xuống đất dập đầu. Giang giật đã sớm liệu đến sẽ có người tới kiếm chuyện, đánh một cái thù đau mặt, cũng không thể trấn áp toàn bộ công tử. Hắn ngay từ đầu còn làm dự tính xấu nhất, tiểu ưng vương sẽ tìm tới môn, lại không nghĩ rằng tới một cái cùng tiểu ưng vương không sai biệt lắm đột nhiên người, hơn nữa còn là đáng ma quân nội bộ đệ nhất công tử. Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà báo cáo về sau, hai người đều khẩn trương ghê gớm. Du thiên nghịch địa vị quá lớn, một cái không tốt khẳng định phải náo ra đại sự, thậm chí hai người đều muốn đi tìm Kỳ Thanh Trần báo cáo. Bất quá nhìn thấy giang giật tứ bình bát ổn ngồi, không có nửa điểm kinh hoàng cùng lo lắng, hai người lại có chút giấy lên một tia hy vọng, có lẽ giang giật có thể bãi bình việc này đâu. Người tới, ai ngờ, giang giật chợt quát một tiếng, bên ngoài một cái nữ quan nhanh chóng vào đây giang giật hạ lệnh để hỏa phượng quân toàn thể tập hợp chờ đợi mệnh lệnh của ta ta như hạ lệnh bọn hắn không hành động quân pháp xử lý kỳ nguyệt cùng kỳ hà bó tay rồi hai người đánh giá cao giang giật đây là triệt triệt để để lăng đầu thanh a cũng mặc kệ đối phương người nào thế mà chuẩn bị tới cứng nơi này là địa phương nào đáng ma quân danh a đây chính là địa bàn của người ta giám quân đại nhân kỳ nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nhắc nhở dưới Giang giật lại bá đạo vung tay lên nói, cái gì đều đừng nói nữa, bản giám quân tử có chủ trương, hai người đợi lát nữa chờ đợi mệnh lệnh, nếu dám vi phạm, đồng dạng quân pháp xử lý. Kỳ nguyệt hai người không dám nhiều lời, chỉ có thể ngừng thở lẳng lặng chờ đợi. Trái lại đứng tại Giang giật sau lưng độc linh mặt không biểu tình, đối với độc linh tới nói, Giang giật liền là chủ tử của hắn, coi như Giang giật để hắn đi giết du thiên vương hắn cũng nghĩ mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Xa xa xa, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ập dù thiên nghịch dẫn người đến một cỗ cuồng bạo khí thức truyền đến mấy chục đạo thần thức tứ không kiêng sợ quét vào đến xoáy doanh bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên đặc biệt kiềm chế liền phong đều ngừng lưu động dù thiên nghịch bọn người khí chàng quá mạnh cái này mấy chục người bên trong ít nhất có năm cái đạt đến phong hào chiến thần cảnh giới thủ vệ ở bên ngoài hai tên nữ quân sĩ căn bản không dám ngăn cản chờ mắt nhìn xem cái này mấy chục người xâm nhập trong đại doanh đại doanh cũng không tính rất lớn mấy chục người sau khi đi vào chiếm cứ một nửa địa phương, càng lộ vẻ kiềm chế. Kỳ nguyệt hai người chỉ có diệt ma chiến thần thực lực, bị ép tới có chút không thở nổi, nhất là phía trước nhất du thiên nghịch, tựa như một đầu có kịch độc như độc xà, ánh mắt kia xem hai người thân thể mềm mại rung động. Giang giật cũng bị ép tới không thở nổi, không bằng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến ảo, thậm chí đều không có ngẩng đầu, cúi đầu lật xem trong tay văn giang. Độc linh cũng giống như thế, trong tay hắn nhuộm dần tiên huyết, điểm ấy khí thế cùng chàng diện thật đúng là ép không được hắn. Du Thiên nghịch tiến về phía sau liếc mấy cái, không khách khí chút nào ngồi ở bên trái một cái ghế, duỗi ra một cái so nữ nhân xinh đẹp hơn tay, sờ lên trên đầu chọc cái kia hình xăm, liếc mắt nhìn nhìn qua Giang Giật nói, dám quân đại nhân công sự bề bộn nhiều việc a. À. Giang Giật khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nhìn một chút Du Thiên nghịch, bình tĩnh nói ra, ai bảo ngươi tỏa hạ. Toàn trường sắc mặt thay đổi, cũng có chút im lặng. Du thiên nghịch mang theo người trên đường đều phỏng đoán, Giang giật đợi lát nữa ứng đối ra sao trường hợp như vậy lại không nghĩ rằng Giang giật câu nói đầu tiên lại còn nói cái này mà lại ngữ khí cảm giác giống như là cao cao tại thượng thống xoài đối đầu một cái cấp thấp nhất binh sĩ, ở trên cao nhìn xuống chi ý lộ rõ trên mặt. Chính ta tỏa hạ, du thiên nghịch ngược lại là khí chàng rất đủ, không chỉ có không có nổi giận, ngược lại trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn qua Giang giật ôn hòa nói ra, quên tự giới thiệu mình, tại hạ du thiên nghịch, là đáng ma quân tuần bên trong dùng, theo cấp bậc đi lên nói, ta. Cao ngươi nửa cấp, kẻ đến không thiện, Kỳ Nguyệt cùng Kỳ Hà Nội tâm âm thầm cảm thấy không lành, Du Thiên Nghịch rất thông minh, cũng không có hành đến, mà là âm tới. Vừa đến đã muốn áp Giang giật một đầu, cao nửa cấp lời nói, Giang giật là muốn cho Du Thiên Nghịch hành lễ. Ha ha ha, Giang giật cười, vui vẻ đứng dậy đi xuống xoay án, vẻ mặt tươi cười Du Thiên Nghịch nói ra, nguyên lai là Du đại nhân thất kính thất kính, Du đại nhân nói sớm a, à, ta tự đi ra ngoài nghênh đón ngươi rất nhiều mắt người bên trong lộ ra một tia đùa cợt giang giật cái này trở mặt so lật sách nhanh hơn a à, biết rõ xương cứng gặm không nổi lợi má ăn nói khép nép chuẩn bị đầu hàng du thiên nghịch khóe miệng nụ cười không giảm khoát tay áo nói giang đại nhân khách khí đại nhân uy danh chúng ta thế nhưng là kính đã lâu vô cùng hôm nay cố ý tới bái phỏng thoáng cái du đại nhân quá khen rồi giang giật liên tục khoát tay lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn qua soái doanh bên trong mấy chục người Nữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ, bái phỏng nói vì sao mang nhiều người như vậy du đại nhân đây là chuẩn bị đập phá quán, vẫn là nghĩ diệt chúng ta hỏa phượng quân A mà lại du đại nhân mặc dù cấp bậc cao hơn ta nửa cấp, nhưng đây là chúng ta hỏa phượng quân xoái doanh, ngươi không có thông báo liền trực tiếp xông tới cái này làm trái quân pháp A hay là. Các ngươi là nghĩ hành thích chúng ta thượng tướng quân, lại thay đổi mặt, kia mấy chục người khóe miệng vẻ đùa cợt còn không có khuếch tán ra, sắc mặt thoáng cái biến cương. Chỉ có Du Thiên Nghịch sắc mặt không thay đổi, vẫn như cú nụ cười mặt mũi tràn đầy, hắn khoát tay áo nói, Giang đại nhân không muốn cho ta mang nhiều như vậy tân bốc, đáng ma quân quân kỳ ta so ngươi hiểu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hỏa phượng quân không có tuần bên trong dùng A bổn đại nhân chuẩn bị bình điều tới, ngươi cho thống khoái lời nói, cái này thuận tiện có thể hay không cho. Giang giật lại cười, cái này trở mặt nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở, cho như thế nào không cho lại như thế nào. Du thiên nghịch đứng lên, nhàn nhạt nói ra cho, người tốt ta thật lớn ra tốt. Không cho người không tốt, ta không tốt, tất cả mọi người không được. a à, Giang giật quay người hướng xoài án đi đến, đặt mông ngồi xuống, lại cúi đầu bắt đầu đọc qua văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tiến khách. Bá bá bá, lần này toàn bộ sắc mặt triệt để thay đổi, Giang giật không có cho bất kỳ mặt mũi gì, chuẩn bị cùng Du Thiên Nghịch ăn thua đủ. Không thể không nói Du Thiên Nghịch lòng dạ thật rất sâu, cho tới giờ khắc này sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ là lần nữa đưa thay sờ sờ trên đầu hình xăm, cái kia song hẹp dài đôi mắt như như độc xà nhìn chằm chằm giang giật, nhếch miệng cười nói, nghe nói giang đại nhân là đấu văn đệ nhất còn bị phong hào giang giật chiến thần nếu không chúng ta tới đùa hai tay trực tiếp quyết đầu đi, ngươi có thể trên tay chống đỡ một chiêu, về sau ta gặp ngươi lui ra phía sau trăm trượng, trái lại cũng thế. Như thế nào, đến rồi, kỳ nguyệt kỳ hà nội tâm hơi hồi hộp một chút, du thiên nghịch triệt để nổi giận, công nhiên khiêu chiến, còn tới một cái một chiêu ước hẹn, đây là trần trụi nhục nhã giang giật. Bất luận giang giật thắng hay thua, mặt mũi này đều bị đánh sưng lên, giống như không tiếp thụ khiêu chiến lời nói, kia truyền đi càng là sẽ cho người chê cười, tại hỏa phượng quân uy vọng hội rất xuống ngàn trượng. Một cái giám quân, hỏa phượng quân nhân vật số 2. Nếu như không có uy vọng, về sau ai sẽ phục ngươi ai sẽ nghe người mệnh lệnh ngươi còn thế nào làm vị trí này. Quyết đấu, giang giật ngẩng đầu, đùa cợt nhìn du thiên nghịch một chút, âm thanh lạnh lùng nói, bản giám quân công việc bề bộn, không có thời gian chơi với người loại này trẻ con nhà tròi trò chơi. Giống như ngươi nhất định phải đùa, cùng của ta hồn nô đùa đi, ngươi có thể đón hắn ba chiêu tính ngươi thắng, về sau gặp ngươi, bản dám quân quỳ xuống đất dập đầu. Xoạt, toàn trường xôn xao, dù thiên nghịch thế nhưng là phong hào chiến thần cấp, giang giật tùy ý phái một cái hồn nô xuất chiến hơn nữa còn là ba chiêu ước hẹn, đồng thời tiền đặt cửa càng lớn, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Hắn ngược lại đem một quân quá ác quá độc ác, dù thiên nghịch giống như không dám ứng chiến, tựu đến phiên hắn danh vọng rất xuống ngàn trường. Dù sao giang giật hồn nô, kia hoàn toàn có thể đại biểu hắn, liền một cái hồn nô đều ba chiêu đều không tiếp nổi, như thế nào cùng chủ nhân đánh. Dù thiên nghịch ánh mắt hướng độc linh liếc mấy cái, cười ha hả nói tốt, người tới, đi xin quyết đấu. Độc linh cười, chương 1492, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Độc linh đầu óc không có vấn đề, mà lại giang giật để hắn ra sân quyết đấu, nhưng thật ra là hắn chủ động yêu cầu, nhìn thấy Du Thiên Nghịch đáp ứng, hắn tự nhiên cười. Nhất cử thành danh thiên hạ biết, độc linh muốn chính là cái này hiệu quả, hắn chuẩn bị liều một trận, chuẩn bị nhất minh kinh nhân A, chuẩn bị là mị ảnh tộc làm vẻ vang, chuẩn bị để mị ảnh tộc xem hắn cái này khí đổ là như thế nào cường đại. Chuẩn bị hung hăng đánh một trận lúc trước đem hắn trục xuất mị ảnh tộc trưởng lão gương mặt già nua kia, đương nhiên. Hắn cũng nghĩ thông qua một trận chiến này thuận lợi trở về mị ảnh tộc. Du thiên nghịch cảnh giới cao hơn hắn, pháp tắc cảm ngộ mạnh hơn hắn, có thần thông tuyệt đối cao hơn hắn cấp. Nhưng này lại như thế nào? Công tử ca đều có một cái nhược điểm chí mạng, bao quát kỳ thanh trần cùng tiểu ưng vương ở bên trong, cái kia chính là năng lực thực chiến quá yếu quá yếu. Bởi vì các nàng là thiên kim thân thể, du thiên nghịch càng là du thiên vương duy nhất tôn, ai dám để hắn mạo hiểm độc linh tin tưởng du thiên nghịch tuyệt đối không có hết sức thời khắc sinh tử chém giết, không có tại đường danh sinh tử du tẩu qua. Kỳ thanh trần đã đạt tới phong vương cấp, cảnh giới khinh thường quần hùng, vì sao muốn đến đãng ma quân doanh. Còn không phải bởi vì kinh nghiệm thực chiến không đủ, không có kinh lịch máu và lửa tẩy lễ. Độc linh là theo thi thể trong đống bỏ ra tới, hắn rõ ràng nhất không có hưởng thụ qua tử vong tư vị người, là vĩnh viễn sẽ không hiểu cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Giang giật cũng giống như thế cho rằng, sở dĩ độc linh muốn chiến, hắn tự cho hắn cơ hội đi chiến. Thậm chí hạ một cái cự đại tiền đặt cược, giống như độc linh thua, về sau hắn gặp du thiên nghịch một lần liền muốn quỳ xuống đất dập đầu một lần, hắn dùng loại phương thức này duy trì độc linh, cũng dùng loại phương thức này để độc linh không có người đường lui. Chỉ có tử chiến, du thiên nghịch dẫn người đi, hỏa phượng quân bên ngoài trại lính người xem náo nhiệt rất nhiều, tin tức như hoa tuyết thoáng cái truyền khắp toàn bộ đảng Ma Cốc. Đảng Ma Cốc lần nữa sôi trào, từng cái tòa thành bên trong vô số người chen chúc mà ra, tề tụ trên quảng trường, chờ đợi xem một việc trọng đại, hoặc là nói. Chờ đợi xem giang giật cho du thiên nghịch quỳ xuống đất dập đầu. Du thiên nghịch đại biểu cho đảng ma quân nội bộ thế lực, đồng thời cũng đại biểu cho các giới đại gia tộc công tử mặt mũi. Nói một cách khác giang giật một người đại biểu một phương, du thiên nghịch đại biểu toàn bộ đảng ma quân tất cả thế lực. Duy nhất nghĩ giang giật thắng chỉ có một người, địch linh nhi. Mạch hoài tang đều triệt để đứng ở giang giật mặt đối lập, mạch lăng thu cho nàng hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn tiểu ưng vương, hoặc là lựa chọn hướng giang giật dựa sát vào. Giang giật đi hỏa phượng quân, để mạch hoài tang âm thầm khó chịu, giờ phút này lại cùng đại bộ phận gia tộc đối lập nàng đương nhiên sẽ không ngu như vậy còn chết ôm giang giật không thả nàng cũng cảm thấy giang giật trong lòng không nhìn chúng nàng trên quảng trường tụ tập người càng ngày càng nhiều rất nhiều thống lĩnh đều đi ra xem náo nhiệt du thiên nghịch thân phận quá đặc thù bình thường thống lĩnh làm sao dám không nể mặt mũi tự liền địch thiên quân đều tới không bằng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ trầm mặc không nói tự lẳng lặng nhìn hai bên đều không ủng hộ xa 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 dù thiên nghịch bọn người theo tổng bộ đi ra, đại biểu quyết đấu đã phê chuẩn. Hắn dẫn một đám người đi đến trên quảng trường, vung tay lên người đứng phía sau toàn bộ lui ra phía sau, hắn sờ lên trên đầu chọc hình xăm, thân thể đằng không mà lên, đứng ngạo nghễ giữa không chung ánh mắt nhìn về phía hỏa phượng quân doanh bên kia, lạnh giọng nói ra, giang giật, mang người người ra. Hiu, giang giật chưa hề đi ra, độc linh hóa thành một trận thanh phong từ đằng xa bay tới. Độc linh thân thể ở trên không trung ngưng tụ, mặt không thay đổi chắp tay nói, thiếu chủ nhà ta nói, hắn tự không quan chiến, để chúng ta tùy ý chơi đùa là được. Xoạt, phía dưới mấy vạn người ồn ào, giang giật đây là quá không coi ai ra gì, phái cái hồn nô xuất chiến, chính mình liền nhìn cũng không dám một chút hắn tự xác định cái này hồn nô ba chiêu có thể thắng du thiên nghịch. Cái này tạp trùng thật đúng là cho là mình là phong vương cấp cường giả, phái cái nô lệ mở ra chiến, vẫn là một cái thần đế cấp bậc khinh người quá đáng. Ha ha, hắn cũng không dám ra đây a à, sợ đợi lát nữa thua, muốn làm dưới trận quỳ a đúng đúng khẳng định là như thế này ta nghe nói giang giật chỉ có thần vương cảnh hắn không có thực lực sở dĩ chỉ có thể phái hồn nô xuất chiến cũng không biết hắn là thế nào thu phục cái này hồn nô chẳng lẽ là địa sát vương ban cho hắn ba chiêu du thiếu ba chiêu giết chết hắn còn tạm được du thiếu giết chết hắn giết chết hắn vô số người nghị luận ầm ý còn có công tử châm ngòi thổi gió giống to để du thiên nghịch ra tay độc ác cái này quyết đấu thế nhưng là tử đấu nếu là du thiên nghịch thật có thể giết chết độc linh ai cũng không quản được, kỳ thanh trần ra mặt đều không thể ngăn cản. Hưu, một người trung niên thống lĩnh bay lên giữa không trung, ánh mắt liếc nhìn hai người, quát khẽ nói, xin hỏi hai người các ngươi có đồng ý hay không quyết đấu cái này quyết đấu cấp bậc là tử đấu, tử thương tự phụ, nếu như không có vấn đề, quyết đấu có thể lập tức bắt đầu, đều chú ý. Không phải phá hư phía dưới tòa thành, không phải thương tới người vô tội, nếu không sẽ bị trọng phạt. Không có vấn đề. Du thiên nghịch lạnh giọng mở miệng, độc linh cũng gật đầu nói, không có vấn đề. Tốt, quyết đấu bắt đầu, trung niên thống lĩnh bay xuống, du thiên nghịch trên thân lập tức hiện lên một kiện màu đỏ chiến giáp, trên đầu chọc xuất hiện một cái màu đỏ mũ giáp, đồng thời hắn tay trái sáng lên một cái màu đỏ chiến đao xuất hiện, võ trang đầy đủ. Cực phẩm thần khí, độc linh đôi mắt co rụt lại, nhận ra chiến giáp này cùng chiến đao đều là cực phẩm thần khí. Trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một cái màu xanh dao găm, khí thế trên người cũng bắt đầu vô hạn dâng lên, sát khí giống như thủy chiều hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Du thiên nghịch trong tay chiến đao dương lên, khí thế đồng dạng vô hạn dâng lên, đao chỉ độc linh mặt, quát lạnh nói, du thiên nghịch, phong hào nghịch thiên thần đế. Đãng ma quân tuần bên trong dùng, cực phẩm thần khí tàn nguyệt chiến đao, tàn nguyệt chiến giác, xin chỉ giáo. Đây là quyết đấu quy củ, tự giới thiệu cùng thực lực, lấy đó đối với đối thủ tôn trọng. Độc Long đồng dạng vẫn là mặt không biểu tình, nói tiếp, độc linh, thần đế cảnh, giang giật chiến thần hồn nô, mị ảnh tộc khí đồ, trung phẩm thần khí thị huyết đao, không mặc chiến giáp. Nói vừa xong, độc linh thân thể đột nhiên biến mất giữa không trung, biến mất vô tung vô ảnh. Vô số thần thức quét tới, nhưng căn bản dò xét không được hắn, phía dưới lập tức lần nữa một mảnh xôn xao. Mị ảnh tộc khí đồ, đó cũng là mị ảnh tộc cường giả A, đây chính là địa giới thuật ám sát đệ nhất chủng tộc, gần với mạc vũ tộc phía dưới, là địa giới xếp hạng đệ nhị chủng tộc. Rất nhiều người lúc đầu cảm thấy cuộc quyết đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng lại có chút lo lắng. Đương nhiên, vẻn vẹn có một ít lo lắng, bởi vì Du Thiên nghịch mặc cực phẩm thần khí chiến giáp, bằng vào độc linh dao găm là tuyệt đối đâm bất phá. Toàn trường ngừng thở, chờ đợi độc linh ra chiêu, một khi độc linh ra chiêu, tất cả mọi người có thể cảm ứng được. Du Thiên nghịch tại thời khắc này nhắm mắt lại, trong tay màu đỏ chiến đao quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ suy một đạo rất nhỏ như con muỗi bay múa thanh âm theo bên trái vang lên vô số thần thức trong nháy mắt quét tới du thiên nghịch trường đau không chút do dự như cửu thiên chi thượng rơi xuống thần hồng mang theo vạn trượng hồng quang hung hăng hướng bên trái đánh xuống quá yếu tự ngươi cái này chiến lược còn muốn cùng nhà ta chủ nhân đấu một đạo diếu cật âm thanh đột ngột vang lên tiếp lấy bốn phương tám hướng hư không xuất hiện từng cái độc linh phân thân từng thanh từng thanh lóng lánh thanh quang dao găm theo bát phương hướng du thiên nghịch đâm tới kia đầy trời phân thân cùng dao găm trông rất đẹp mắt, cũng mê mọi người mắt. Vô số cường giả thần thức quét tới, rất nhiều cường giả muốn tìm ra độc linh chân thân, nhìn xem độc linh chân chính xác chiêu ở đâu. Nhưng mà, bọn hắn dò xét một lần, lại phát hiện sở hữu chân thân đều là giả. Mà du thiên nghịch bị nhiều như vậy phân thân hù dọa, chiến đao đầy trời vung vẩy, hướng từng cái bay tới phân thân toàn lực chém tới. Bị lừa rồi, dù thiếu phiền toái, một tên cường giả thở nhẹ, Nghị ảnh tộc ám sát thuật từ trước đến nay giảng cứu nhất kích tất sát, bọn hắn công kích hội liên tục không ngừng, để cho địch nhân không cách nào thở dốc. Dù thiên nghịch kinh nghiệm thực chiến quá yếu, hiện đã bị độc linh nắm mũi dẫn đi, chờ đợi hắn kết cục tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. chương 1493, Thần Linh Đâm Cường giả ở giữa chiến đấu, không chỉ là liều cảnh giới cùng thần thông, còn liều chiến thuật. Cái này chiến thuật cũng không phải thần thông bí thuật, mà là kỹ xảo, mưu kế. Tỷ như ngay từ đầu yếu thế, đột nhiên một kích thành công, tỉ như cố ý lộ ra một sơ hở, để cho địch nhân coi là có thể đắc thủ, lại phản sát. Còn có một loại liền là cùng loại độc linh dùng loại này, nắm đối thủ cái mũi đi, cố ý dẫn đạo đối thủ, dạng này có thể nhẹ nhõm bố cục giết chết đối thủ. Mặc dù rất nhiều cường giả không biết độc linh dựa vào cái gì phá du thiên nghịch cực phẩm thần khí chiến giáp, nhưng bọn hắn đều là cao thủ, một chút liền có thể nhìn ra độc linh đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tự nhìn hắn làm sao trong vòng 3 chiêu thắng du thiên nghịch. Uống hay, Du Thiên Nghịch một thanh khổng lồ chiến đao vung vẩy đến tiếng gió uống một chút, hắn hẳn là tu luyện chính là hỏa hệ pháp tắc, lưỡi đao sóng lửa nhập vào xuất ra, giờ phút này bọn hắn tại cao vạn trượng uổng phí, Hạ Phong vẫn như cú cảm giác một trận nóng rực. Mà lại công kích của hắn rất kỳ dị, nhiệt độ cao có thể làm cho bốn phía không gian quan xoắn, nếu như là chân nhân bị chém chúng, đoán chừng bốn phía không gian hội nhiễu loạn, tốc độ đại giảm, không thể trốn đi đâu được. Đáng tiếc, toàn bộ phân thân đều là giả, Du Thiên Nghịch toàn lực công kích một vòng, cuối cùng phát hiện đều phách không, buồn bực hắn kém chút thổ huyết. Các loại chờ cái cuối cùng phân thân biến mất, Du Thiên Nghịch vừa mới nghĩ thở một ngụm thời điểm, hắn phía dưới không gian có chút ba động, nhưng không có bóng người bay ra. Chờ hắn đang chuẩn bị hướng phía dưới bổ tới lúc, bên trái, bên phải, phía trên mấy chục chỗ không gian ba động, tựa như bình tĩnh trong hồ nước dâng lên rất nhiều mạch nước ngầm. Từng đạo kinh khủng sát khí theo ba động địa phương dũng mãnh tiến ra sát khí này tựa như từng cái hung lệ hồng mông cấp hỗn độn thú, để Du Thiên nghịch cả người đều căng thẳng, hắn lần này không có chút gì do dự, đơn đao hướng một cái phương hướng bổ tới, đồng thời thân thể đi theo hướng phía trước vào tới. Hắn rốt cục học thông minh, hắn nghĩ biến bị động làm chủ động. Độc Linh chỉ có thể ra ba chiêu, đã động hai chiêu, chỉ cần ngăn trở lần này còn có lần sau công kích, Độc Linh tựu thua, giang giật về sau gặp hắn cũng muốn dập đầu. ngô xuẩn, rất nhiều cường giả nhìn thấy Du Thiên nghịch hướng nơi xa tốc độ cao nhất bay đi, khẽ lắc đầu thở dài, độc linh ngay từ đầu rõ ràng tự bày một cái bẫy, tại nắm cái mũi của hắn đi, hắn càng như thế nghe lời. Độc linh vừa rồi chế tạo nhiều như vậy phân thân, lại làm ra dạng này giả tượng, mục đích vì cái gì tự nhiên là buộc Du Thiên nghịch tự loạn trận cước, nếu như hắn đứng tại chỗ tiếp tục phòng thủ, còn có cơ hội ngăn trở một chiêu cuối cùng, lại treo. Quả nhiên, Du Thiên nghịch vừa mới hướng phía trước mới bay trăm trượng, bên kia bầu trời tầng tầng sóng gió nổi lên tiếp lấy vô số độc linh xuất hiện hóa thành từng thanh từng thanh lợi kiếm hướng du thiên nghịch bay tới bàng bạc sát khí gào thét mà đến để du thiên nghịch linh hồn cũng hơi run rẩy hắn lúc đầu tại cấp tốc cuồng bay giờ phút này bản năng ngừng lại chuẩn bị đứng đấy ngạnh kháng một chiêu cuối cùng ông tinh thần của hắn đều bị phía trước hư ảnh hấp dẫn đằng sau không gian đột một sáng lên một cái điểm sáng màu xanh không có phát ra bất kỳ thanh âm như một vệt thần quang bắn thẳng đến du thiên nghịch cầm kiếm tay trái mà Du Thiên Nghịch lại không có chút nào phát giác. Tại cái này điểm sáng màu xanh sau khi xuất hiện, mấy cái niên kỳ tương đối lớn phong hào chiến thần cấp thống lĩnh toàn bộ đôi mắt sáng lên, một người kinh hô lên, thần linh đâm, độc linh là mị ảnh tộc hoàng tộc. Suy suy, thẳng đến màu xanh thần quang đâm chúng Du Thiên Nghịch tay trái cánh tay tiếng rít mới vang lên, có thể thấy được một kích này tốc độ nhanh chóng, vô số người thậm chí đều không thấy rõ ràng điểm sáng về sau ảnh tử, tốc độ nhanh đến dọa người, đoán chừng có thể đạt tới tiểu ưng vương biến thân tốc độ phi hành. a, à, du thiên nghịch phát ra một tiếng rên, tay trái run lên, trong tay cái kia thanh cực phẩm thần khí bị một cái tay bắt lấy, bị người tay không chiếm giao sắc. phía trước những cái kia phân thân tại lúc này cũng nhao nhao biến mất, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên tại du thiên nghịch trong tay, người thua. a, à, toàn trường rất nhiều người lúc này mới tỉnh ngộ lại, độc linh thân thể đứng ở du thiên nghịch phía sau, trong tay dao găm đâm xuyên qua du thiên nghịch chiến giáp đâm vào cánh tay của hắn bên trong một cái tay khác còn hạ du thiên nghịch thần binh du thiên nghịch hoàn toàn chính xác thua giống như một đao kia không phải đâm cánh tay hắn mà là trái tim hoặc là đầu hắn đã sớm chết độc linh hạ thủ lưu tình bất quá vô số người đều không nghĩ ra độc linh thần binh rõ ràng là trung phẩm thần khí vì sao có thể đâm xuyên cực phẩm chiến giáp đây chính là tranh lệch hai cấp bậc thần binh a người khác không hiểu rất nhiều người biết nhìn hàng ngược lại là đã hiểu bọn hắn nhìn qua độc linh ánh mắt cũng biến thành khác biệt Thần linh đâm, đây là mị ảnh tộc sát chiêu mạnh nhất, cũng là khó khăn nhất cảm ngộ bí thuật. Cái này bí thuật mị ảnh tộc cảm ngộ hẳn là chỉ có 5 người, mà 5 người này đều là y ra thành danh cường giả, đều là hoàng tộc. Độc linh tự xưng là mị ảnh tộc khí đồ, vậy nói rõ hắn tuyệt đối không phải hoàng tộc. Mị ảnh tộc gần nhất cũng không có hoàng tộc bị trục xuất tộc đàn, chỉ có một cái y phiêu phiêu bị chân áp. Không phải hoàng tộc có thể cảm ngộ thần linh đâm, đây càng là khó được, đoán chừng tại mị ảnh tộc trong lịch sử cũng là bấm tay có thể số nhân tài a à, mỹ ảnh tộc thế mà đem nhân tài như vậy khu trục ra gia, gia tộc vô số người âm thầm thay mỹ ảnh tộc đáng tiếc cảm ngộ thần linh đâm độc linh nếu có thể đạt tới phong hào thần đế cảnh giới hắn liền có thể quét ngang phong vương cấp phía dưới sở hữu cường giả trừ phi người có được nguyên thủy linh bảo cấp bậc chiến giáp nếu không ngoại trừ mặc vũ tộc trí cường giả bên ngoài ai cũng trốn không thoát cũng ngăn không được hắn một nhát này sang giật là thế nào thu phục như thế cấp bậc cường giả rất nhiều người trong đầu toát ra một cái nghi vấn cường giả đều là có tôn nghiêm, là không thể nào đơn giản tâm phục khẩu phục, càng không khả năng cho so với mình chiến lực yếu người làm hồn nô. Chẳng lẽ giang giật chiến lực so độc linh còn mạnh hơn cái này sao có thể? Độc linh trầm mặc đem dao găm rút ra, đồng thời đem cực phẩm thần binh ném cho du thiên nghịch, lúc này mới lạnh giọng nói ra, chủ nhân nhà ta nói, đáng ma quân có đáng ma quân quy củ, hỏa phượng quân cũng có hỏa phượng quân quy củ. Chúng ta là đến tiêu diệt toàn bộ minh tộc, không phải đến tranh dũng đấu thắng, hắn không muốn tìm phiền phức, nhưng chưa từng e ngại bất cứ phiền phức gì, chưa vị chuyện tốt vì đó đi. Nói xong, độc linh thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa hỏa phượng quân doanh bay đi, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều công tử sắc mặt trở nên tái xanh đan sen. Giang giật hôm nay đều không hề lộ diện, chỉ là phái một cái hồn nô, lại đem sở hữu công tử mặt đều đánh cho ba ba vang. Đãng ma quân bản thổ thế lực các đại lão cũng cảm giác trên mặt tối tăm, du thiên nghịch sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, hắn không nói một lời bay vụt mà xuống tiến vào một cái tòa thành bên trong. Rất nhiều thống lĩnh cùng công tử lặng yên rời đi, một chút tiểu thư xinh đẹp lại đôi mắt lóe sáng lóe sáng, các nàng một số người cũng chưa từng gặp qua giang giật, chỉ nghe nói qua hắn tại vạn giới đấu pháp bên trên sự tích, tăng thêm lần này sự tình, tại trong lòng các nàng giang giật trong nháy mắt trở nên cường đại mà thần bí. Có chút kỳ quái là, đại sự như thế kỳ thanh trần cùng tiểu ưng vương thế mà đều không hề lộ diện không biết kỳ thanh trần là đã bế quan, vẫn là tiểu ưng vương thật sự có sự tình. Bất quá rất nhiều người nội tâm có thể khẳng định, theo bắt đầu giang giật đem triệt để cùng chúng công tử kết thù, hỏa phượng quân cũng sẽ bị đáng ma quân còn lại thập đại quân đội chỗ bài xích, sau này thời gian tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, trò hay mới vừa vặn bắt đầu diễn. chương 1494, xuất chiến, đáng ma cốc bình tĩnh, không còn có người tìm đến hỏa phượng quân phiền toái. Nhưng là chân chính phiền phức bắt đầu, tại giang giật mặt trời lặn thời gian đi tân binh chỗ nhận người lúc, lại phát hiện tân binh chỗ không có một người không nói diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả liên chiến vương cấp đều một cái không có trại tân binh trống giống rõ ràng là bị các đại quân đội lôi đi mà lại giang giật phát hiện trại tân binh có người ngồi chờ đoán chừng vừa có người mới đến sẽ lập tức bị mang đi giang giật vốn định đồng dạng phái người ngồi chờ đằng sau suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi đảng ma quân các đại thế lực đã bắt đầu vụng trộm dở trò quỷ vậy sau này bọn hắn là tuyệt đối chiêu không đến người Người phái người tại cái này ngồi chờ, người khác có thể trực tiếp đi truyền tống trận ngồi chờ, người một truyền tống vào đãng ma cốc trực tiếp kéo vào quân đội. Dạo qua một vòng, Giang giật quả quyết về tới hỏa phượng quân doanh. Ngoài ý muốn chính là tại quân doanh cửa chính hắn thấy được địch Linh Nhi, địch Linh Nhi không tiến vào, mà là rụt rè đứng tại bên ngoài trại lính, có chút do dự cùng khẩn trương. Linh Nhi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây vì sao không đi vào a? Giang giật thật xa tựu vừa cười vừa nói, địch Linh Nhi hắn rất có hảo cảm, đây là một cái ôn nhu hiền lành tiểu nữ hài, không có đại gia tộc tiểu thư xấu tính, điềm tĩnh như tiểu muội nhà bên muội. Giang giật, địch Linh Nhi nhìn thấy Giang giật mang theo độc linh nhanh chân đi đến, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng thước vui, lập tức lại có chút ngượng ngùng nói ra, không có việc gì đấy, ta chỉ là khắp nơi đi dạo thoáng cái, đi ngang qua nơi này muốn đi xem ngươi. Ha ha, Giang giật ánh mắt có bao nhiêu độc địch Linh Nhi quỷ này nói hắn cũng không tin tưởng, hắn trực tiếp hỏi, Linh Nhi tiểu thư có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Địch Linh Nhi cúi đầu xuống đi, trầm ngâm một hồi lâu mới lấy dũng khí nói ra, giang giật, ta muốn. Gia nhập hỏa phượng quân, ta biết chiến lược của mình, ta chỉ muốn vào hỏa phượng quân làm văn chức, có thể làm sao. Ách, giang giật không nghĩ tới địch Linh Nhi thế mà muốn vào hỏa phượng quân hắn nhướng mày hỏi, ta bên này là không có vấn đề, liền là ngươi có thể tùy ý điều động sao giống như ngươi bên kia có thể điều ly lời nói, liền không có vấn đề. Có thể, hoa thống lĩnh nói không có vấn đề địch linh nhi đôi mắt sáng lên vui vẻ ghê gớm một bên chạy chậm vừa cười nói ra ta cái này đi tìm hoa thống lĩnh chờ chút giang giật vẫy vẫy tay chỉ vào độc linh mỉm cười nói độc linh người đi theo linh nhi tiểu thư đi quay đầu trực tiếp an bài một chút cùng kỳ nguyệt nói một tiếng cho linh nhi tiểu thư an bài tốt nhất quan văn chức vị độc linh mang theo lòng tràn đầy vui vẻ địch linh nhi đi giang giật thì tìm tới kỳ nguyệt kỳ hà chầm giọng nói ra, "Kỳ Hà, dẫn ta đi gặp thượng tướng quân." Kỳ Nguyệt chế chút địch linh nhi muốn đi vào chúng ta Hỏa Phượng quân, cho nàng an bài một cái tốt một chút quan văn chức vị. Giang giật toàn quyền quản lý Hỏa Phượng quân sự vụ, an bài một cái quan văn chức vị cũng không phải vấn đề, Kỳ Nguyệt chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, "Giám quân đại nhân, người tìm tới tướng quân có chuyện gì sao thượng tướng quân nói giống như không phải có đại sự xảy ra, không nỡ đánh quấy nàng bế quan." "Liên là đại sự." Giang giật lạnh giọng khoát tay nói, "Mang ta đi là được." còn lại sự tình các ngươi đừng quản. Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, Kỳ Hà mang theo giang giật hướng tòa thành trong đám đó đi đến. Rất nhanh liền đến một cái đại thành lâu đài bên ngoài, bên ngoài còn có hai cái nữ hộ vệ thủ vệ, Kỳ Hà khô tay nói, đi bẩm báo tiểu thư, giám quân đại nhân có chuyện quan trọng cầu kiến. Giang giật vào đi, một đạo nhu nhu thanh âm vang lên, chính là Kỳ Thanh Trần thanh âm. Giang giật trợn trắng mắt, Kỳ Thanh Trần cái này không phải bế quan A, căn bản chính là trốn đi an nhàn trải qua tháng ngày, đem chuyện phiền toái ném cho Giang giật thôi. Giang giật nhanh chân đi đi vào, kỳ hà nhưng không có đi theo vào, kỳ thanh trần cũng không để cho nàng đi vào, nàng chỉ có thể ở tòa thành bên ngoài trông coi. Kỳ thanh trần tòa thành rất xa hoa, so Giang giật bọn hắn ở lớn hơn, cũng xa hoa nhiều, bên trong bầy khắp tuyết trắng thảm. Kỳ thanh trần giờ phút này đang ngồi ở trong đại sảnh đọc sách. Bên cạnh một bình trà xanh bốc lên lượn lờ nhiệt khí, nàng hôm nay mặc tương đối tùy ý, một đầu thuần bạch sắc không có bất kỳ cái gì trang trí váy, tóc cũng là tùy ý bàn lên, lộ ra tuyết trắng xinh đẹp cổ, nhìn phi thường lười biếng, giống như là một cái con mèo nhỏ, khắp nơi tràn đầy vũ mị. Giang giật quét nàng hai mắt, không dám nhìn nhiều, cái này địa giới đệ nhất mỹ nhân là càng xem càng có hương vị, nam nữ già trẻ thông sát a. À. Hắn đặt mông ngồi xuống, cũng không khách khí chính mình cho mình rót một ly trà, uống một ngụm sau mới nói ra, thượng tướng quân, người này là không có cách nào chiêu, trực tiếp nhận nhiệm vụ xuất chiến đi. Kỳ thanh trần mí mắt đều không có nâng lên, nhẹ nhàng lật ra một trang sách, ôn nhu nói ra, người có ý nghĩ gì nói một chút đi. Lợi hải giang giật âm thầm cảm khái, nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, lan tâm huệ chất thực lực lại tuyệt đỉnh thật đúng là thiếu, hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, chúng ta hỏa phượng quân bị cô lập, đáng ma quân bản thổ thế lực bắt đầu vụng trộm chơi ngáng chân, thời gian ngắn là tuyệt đối chiêu không đến người, cũng sẽ không có cường giả nguyện ý điều tới. Đã như vậy, vậy chúng ta tự liên tiếp xuất chiến, đánh ra uy danh, thu hoạch được đại lượng chiến công, để hỏa phượng quân quân sĩ đại lượng thu hoạch, dạng này rất nhiều cường giả khẳng định hội nóng mắt, đến lúc đó không cần chúng ta nhận người, tự nhiên sẽ có người xin rời, chủ động tìm nơi nương tựa. Đã ngươi đều nghĩ kỹ, vậy liền theo ý thức của ngươi đủ đi. Kỳ Thanh Trần vẫn là không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt khô tay nói, đi an bài đi, xuất chiến thời điểm gọi ta. Giang giật bó tay rồi, Kỳ Thanh Trần thật đúng là cái gì đều mặc kệ, cái này nào có một cái làm chủ đẹp trai bộ dáng a không bằng hắn nghĩ lại ngẫm lại. Kỳ Thanh Trần là đến rèn luyện, còn lại chuyện xác thực đều không trọng yếu, có thể được đến bao nhiêu chiến công, hỏa phượng quân có bao nhiêu cường đại đối với nàng mà nói đều hoàn toàn không có ý nghĩa. Đi, hắn cũng lười cùng Kỳ Thanh Trần nhiều lời, tùy ý vừa chắp tay đi ra ngoài, Kỳ Thanh Trần các loại chờ, giang giật rời đi sau mới ngẩng đầu nhàn nhạt cười một tiếng, tuyệt mỹ khuynh thành. Giang giật mang theo Kỳ Hà rời đi về sau, trực tiếp đi tổng bộ nhận nhiệm vụ, đã chiêu không đến người, vậy liền không làm cho có hơn 100 diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả, có kỳ thanh trần cùng hắn tại, hai người liền có thể so ngàn người đại quân, bình thường nhiệm vụ hẳn là có thể nhẹ nhóm hoàn thành A. Tại kỳ hà dẫn đầu dưới, hai người đi nhiệm vụ sảnh, kết quả quét một lần nhiệm vụ, giang giật lần nữa nhức cả trứng. Đảng ma quân nội bộ thế lực lần nữa bắt đầu phản công, nhiệm vụ cơ hồ bị tiếp xong, chỉ còn lại ba cái cấp thấp nhất, đều là loại kia phi thường không có lời nhiệm vụ, khó gặp, chiến công thiếu, Nam hoang bí cảnh huyết nguyệt hẻm núi minh giới cứ điểm, minh tướng 100, minh sứ 20 vạn, chiến công trăm vạn. Giang giật mở ra trong đó một cái nhiệm vụ hồ sơ, sắc mặt trở nên âm trầm. Đừng nhìn cái này chiến công có trăm vạn, phân xuống tới lại không bao nhiêu. Đây cũng là hỏa phượng quân mới chỉ có hơn 100 người, còn lại 10 con quân đội ít nhất đều có 5 vạn người, phá thiên quân càng là đạt tới 200 ngàn người, thượng tướng quân cùng thống lĩnh các loại chờ các quân quan cầm đại đầu, đến phiên những cái kia phổ thông quân sĩ có bao nhiêu chiến công. Được rồi, tự cái này đi, Giang giật lật ra một lần cái khác hai nhiệm vụ hồ sơ, cuối cùng định xuống tới. Nhiệm vụ này khoảng cách đáng ma quân tổng bộ rất gần, phía trên ghi chú rõ tiến đến Nam Hoang Bí Cảnh chỉ cần nửa ngày thời gian, không tốn thời gian cũng là đáng giá đi một chuyến. chương 1495, Nam Hoang Bí Cảnh Tập hợp, hỏa phượng trong quân vang lên một tiếng quát lớn, các trong quân trướng từng bày mặc ngân sắc chiến giáp cường giả bắn ra, ở trường trong tràng nhanh chóng tập hợp. Cái này hơn 100 người có một nửa là kỳ gia người, còn lại cũng không phải tân binh đản tử cái gì cũng đều không hiểu, quân kỳ cực kỳ tốt, giang giật một tiếng quát lớn toàn bộ ở trường tràng chỉnh tề đứng thẳng. Toàn bộ đi truyền tống trận, truyền tống đi nam hoang bí cảnh, làm nhiệm vụ. Giang giật cũng không nói nhảm, vung tay lên xuất lĩnh kỳ nguyệt kỳ hà độc linh địch linh nhi hướng quảng trường đi đến, địch linh nhi trở thành hỏa phượng quân thư ký quan, quản lý tất cả mọi người chiến công phân phối, quyền lực này tương đối lớn, gần như chỉ ở kỳ nguyệt kỳ hà phía dưới. Mọi người nhanh chóng hành quân, vừa mới đến quảng trường, một tòa thành lâu đài bên trong quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh màu trắng bắn ra. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa tựu đứng ở giang giật bọn người phía trước, kỳ thanh trần người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang, có một phen đặc biệt phong tình, nàng ánh mắt tại sở hữu hỏa phượng quân bên trên quét qua, trầm giọng nói ra, sở hữu hỏa phượng quân quân sĩ nghe, hỏa phượng quân nhiệm vụ đoạt được chiến công bản tướng quân một phần không muốn, toàn bộ phân cho đại gia, đại gia anh dũng tác chiến, như chiến tử một người đền bù ngàn vạn thần nguyên. Xoạt, hỏa phượng quân một mảnh xôn xao, sau đó trên quảng trường rất xem thêm náo nhiệt người cũng một mảnh xôn xao. Giang giật giơ ngón tay cái lên, kỳ thanh trần một chiêu này quá cực kỳ, hỏa phượng quân còn không phải từng cái liều mạng A. Mà lại tin tức truyền ra, đoán chừng rất nhiều trong quân đội cường giả đều sẽ thình thịch tâm động A thượng tướng quân xuất chiến, theo quy củ là muốn cầm một phần ba chiến công, không chỉ có một phần không muốn, còn giải trừ mọi người nỗi lo về sau, coi như chiến tử người nhà của bọn hắn cũng một thế không lo. Đại bộ đội tiến vào một cái truyền tống trận, nơi này truyền tống trận rất lớn, hỏa phượng quân cái này hơn 100 người duy nhất một lần liền có thể truyền tống đi qua. Các loại chợ truyền tống trận sáng lên, hỏa phượng quân truyền tống rời đi về sau, rất nhiều tòa thành bên trong đi ra từng cái công tử tiểu thư, nghị luận ẩm ý. Đương nhiên, rõ ràng trào phúng càng nhiều hơn một chút, ngữ khí chua không được. Nam hoang bí cảnh rời đi đáng ma cốc không xa, những này bí cảnh là trong hư không, thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại. Bởi vì những này bí cảnh linh khí thiếu thốn, sở dĩ cũng không có nhân loại ở lại, mà lại rất nhiều bí cảnh hoàn cảnh hiểm ác, quân đội cũng không nguyện ý ở chỗ này đóng quân. Đương nhiên cũng có một chút bí cảnh là tự nhiên phúc địa, tỉ như mặc vũ bí cảnh, liền là địa giới đệ nhất bí cảnh. Bên trong thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, còn có được các loại thần kỳ tồn tại, mặc vũ tộc cũng bởi vậy thu hoạch, một mực là địa giới đệ nhất cường hoành chủng tộc. Nam hoang bí cảnh tương đối lớn, đây là một cái nổi danh hiểm địa, nơi này khắp nơi đều là khí độc, nhân loại nếu là tại bí cảnh bên trong ngốc lâu, sẽ còn ảnh hưởng thân thể cơ năng. Sở dĩ nơi này không có bất kỳ cái gì một cái bộ đội đóng quân, nơi này cũng đã trở thành minh giới tốt nhất xâm lấn điểm một trong, thỉnh thoảng lại có minh giới sinh vật xâm lấn, giống như không càn quét, tất thành họa lớn. Ông, một đạo bạch quang hiện lên mặc dù trên tình báo nói nam hoang bí cảnh rời đi đãng ma cốc không xa nhưng giang giật cảm giác ít nhất truyền thống ít nhất có 3 bốn canh giờ hắn vừa ra tới thân thể nhoáng một cái kém chút đặt mông ngồi trên đất còn tốt độc linh trước tiên đỡ lấy hắn còn như những người khác thì không có nửa điểm phản ứng rất nhiều quân sĩ ánh mắt bỏ ra giang giật đều có chút nghi hoặc cùng xem thường tựa hồ có chút không rõ vì sao kỳ thanh trần chọn một người như vậy làm giám quân kỳ nguyệt cùng kỳ hà tại lúc này cũng xác định giang giật cảnh giới thật rất thấp cũng không phải là che giấu, giang giật sắc mặt đều trợn nhìn. Địa đồ, kỳ thanh trần không có chú ý giang giật, ánh mắt bốn phía quét qua khẽ kêu nói. Kỳ Nguyệt đã sớm chuẩn bị vội vàng lấy ra nam hoang bí cảnh địa đồ đẩy tới, nàng liếc mấy cái, tìm được nhiệm vụ địa điểm, một lát sau các loại chờ, giang giật khôi phục một chút mới nói ra, nhiệm vụ địa điểm tại phía nam, hành quân thời gian cần gần nửa một bên, kỳ phi ngươi dẫn người mở đường. Rõ, một tên diệt ma chiến thần chắp tay lĩnh mệnh, mang theo 10 người hướng nơi xa phóng đi, Giang giật giờ phút này mới không có như vậy choáng đầu, đánh giá chung quanh thoáng cái sắc mặt ngưng trọng có chút ngưng trọng. Bọn hắn giờ khắc này ở một cái trên tế đài, cái này tế đàn chỉ có một cái truyền tống trận, bốn phía có đãng ma cốc đồng dạng đồ đằng trụ, hình thành một quang cháo bảo hộ lấy tế đàn. Trong tế đàn chỉ có ba tên thủ hộ giả, xếp bằng ở nơi hẻo lánh cũng không có phản ứng mọi người. Tế đàn bên ngoài là một mảnh núi hoang, khắp nơi đều là chìm chìm nổi nổi hắc vụ, bầu trời cũng mười phần lờ mờ. Mà lại nơi này thiên địa linh khí so thiên tinh giới còn thấp hơn, liếc nhìn lại cũng không thấy được mấy cây đại thụ, khắp nơi cho người ta cảm giác mười phần hoang vu, dị thường không thoải mái, cũng cảm giác được chỗ đều ẩn giấu đi yêu ma quỷ quái, tùy thời có thể đập ra đến nhắm người mà phệ. Đi, kỳ thanh trần nhìn lướt qua giang giật, thân thể hướng màn hào quang bên ngoài bay đi, kỳ nguyệt kỳ hà theo sát phía sau. Độc linh mang tới giang giật đuổi theo, đằng sau là địch linh nhi, lại đằng sau thì là kia một trăm hơn ba mươi quân sĩ vừa bay ra màn hào quang phía ngoài khí thức để cho người ta càng không thoải mái cũng cảm giác đi tới minh giới khắp nơi đều là tử khí đều là tà ác hủ bại chi khí giang giật đánh giá chung quanh không nói gì một mực để độc linh mang theo tốc độ của hắn quá chậm nếu như mình bay hội theo không kịp đại bộ đội đằng sau đi theo một trăm hơn ba mươi người nhìn xem giang giật thế mà bị người mang theo trong mắt đều hiện lên một tia đùa cợt cường giả đều có ngạo khí giống như thực lực mạnh hơn bọn họ làm giám quân bọn hắn khẳng định chịu phục giang giật chút thực lực ấy theo bọn hắn nghĩ cùng một con run dế không có khác nhau thế mà bỏ tới bọn hắn trên đầu đương nhiên kỳ thanh trần có được trí cao vô thượng địa vị đây là mệnh lệnh của nàng không ai dám có nửa điểm chất vấn chỉ là nội tâm cảm thấy khó chịu thôi một đường bay đến giang giật cảm thấy rất nhàm chán hắn có chút buồn bực chẳng lẽ kỳ thanh trần không có cao cấp điểm thần châu tốc độ siêu cấp nhanh loại kia dạng này phi hành rất nhàm chán cũng rất mệt mỏi a à. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là truyền âm cho kỳ thanh trần, cái sau cũng không quay đầu lại truyền âm tới nói, giang giật, người trí thông minh này cơ bản tự cáo biệt phong vương, thần châu cấp cao nhất đều không đạt được diệt ma chiến thần tốc độ, trừ phi hỗn độn thần châu. Mà hỗn độn thần châu chỉ có thể ở trong hư không phi hành, chúng ta tại bí cảnh bên trong. Nhớ kỹ lần sau đừng hỏi ta như vậy ngớ ngẩn vấn đề, người có thể hỏi độc linh. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, bị người dạng này đả kích rất đau đớn tự tôn, nhất là bị một cái mỹ nữ đả kích hắn nhếch miệng, dứt khoát tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu tu luyện, đi đường thời gian mặc dù là tiểu nửa ngày, nhưng đối với hắn tới nói đã rất lâu rồi. Kỳ Phi đã dẫn người đi bốn phía dò xét, bọn hắn vô cùng an toàn, lại nói không phải có kỳ thanh trần có đây không. Bất quá nơi này linh khí quá thấp, tu luyện cùng không tu luyện không có khác nhau, Giang giật ngược lại bắt đầu tiếp tục lĩnh hội pháp tắc, vững chắc tiềm ẩn thuật, nghiên cứu thần âm thiên kỹ. Cứ như vậy bên này cả mộ thoáng cái bên kia nghiên cứu thoáng cái, Thời gian ngược lại là qua thật mau, hắn còn đang bế quan, độc linh đột nhiên truyền âm tới, thiếu ra, đến, muốn khai chiến. A à nha, Giang giật mở to mắt, hai mắt quét qua, phát hiện đến một cái cửa đại hẻm núi bên ngoài, hẻm núi hai bên sơn phong xuyên thẳng chân trời, trong hạp cốc âm trầm đều là hắc vụ, thần thức giò xét bị ảnh hưởng rất lớn. Hưu, kỳ phi mang người theo trong hạp cốc bay ra, quỳ một gối xuống giữa không trung quát khẽ nói, "Thượng tướng quân, tra xét xong, bên trong thật có minh tộc." Thiên toàn trận vào cốc, kỳ thanh trần khẽ kêu một tiếng, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ nhuyễn kiếm, kia hơn 100 người lập tức vây quanh các nàng tản ra, thành một cái hình tròn đại trận, mà lại không ngừng xoay tròn, lên núi cốc di chuyển nhanh chóng mà đi. chương 1496, Mị Tà Thú Ngao ngao, vẻn vẹn tiến vào sơn cốc 10 dặm, phía trước tự truyền đến một đạo tiếng gào thét, tiếp lấy hắc vụ bên trong vô số minh giới sinh vật chen chúc mà đến, cơ bản đều là thi vương, ba đầu quái vật, cỡ nhỏ hài cốt cự nhân lần này nhiều hơn một loại mới quái vật biên bước nhân tốc độ đặc biệt nhanh mà lại trong miệng có thể phun ra khói độc phát ra một loại chói tai tiếng rít những này cấp thấp minh sứ đối với hỏa phượng quân tới nói hoàn toàn không có áp lực tựa như các cửu thái đồng dạng từng mảnh từng mảnh quét ngang kỳ thanh trần căn bản là không có động thủ địch linh nhi thì cầm một cái cao cấp ấn thạch bắt đầu ghi chép chiến đấu đi qua để đằng sau phân công chiến công cái này ấn thạch cần nộp lên đáng ma quân tổng bộ làm bằng chứng giang giật cũng không có xuất thủ loại này cấp bậc minh sứ còn không cần hắn xuất thủ, độc linh càng không có động thủ. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ giang giật cùng địch linh nhi, mọi người một đường hướng bên trong tiêu diệt toàn bộ mà đi. Tại sao nửa canh giờ minh sứ tiêu diệt toàn bộ mấy vạn, phía trước cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện minh tướng. Khạc khạc, từng đạo như lệ quỷ chu lên thanh âm vang lên, phía trước bay tới mấy đạo u phong mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy mấy cái ảnh tử đang nhanh chóng lấp lóe, tốc độ thật nhanh, từng đạo tà ác băng lãnh khí tức truyền đến để giang giật toàn thân thoáng cái kéo căng, đây là minh tướng mới có khí tức. Những này là quỷ vật gì? Giang giật cùng độc linh truyền âm vấn đạo, cái sau giải thích nói, đây là một loại tương đối cao cấp minh giới sinh vật, tên là mị tà thú, mị tà thú chuyên công kích linh hồn, thiếu chủ cẩn thận chút. Công kích linh hồn, giang giật yên tâm lại, hắn không sợ nhất liền là công kích linh hồn, minh vương phân thân đều ma hóa không được hắn, những này minh tướng có sợ gì chi bên kia kỳ thanh trần đến giờ phút này vẫn là không có xuất thủ mà là quát khẽ một tiếng nói, biến trận, liệt hỏa trận. Cái này hơn 100 hỏa phượng quân hẳn là đã sớm thao luyện qua, vô số bóng người bốn phía bay múa, biến ảo trận hình, 10 cái cường giả đè vào phía trước nhất, sau đó riêng phần mình phóng thích rào rạt liệt hỏa, hướng phía trước bao phủ đi, công kích xuất hiện năm đạo u hồn. Mỹ tà thú nhất e ngại hỏa diễm, một khi bị hỏa diễm cận thân liền sẽ hiện hình, một khi hiện hình liền tốt xiết. Độc Linh cho Giang Giật truyền âm giải thích, Giang Giật âm thầm gật đầu, triệt để đối loại này mị tà thú yên tâm. Trên người hắn còn có một số dung hợp hỏa diễm, đoán chừng phóng xuất ra có thể trực tiếp trọng thương mị tà thú A. Chiêm chiếp, quả nhiên, hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới, năm đạo u ảnh dần hiện ra đến, phát ra từng tiếng chói tai chu lên. Giang giật cũng thấy rõ ràng mị tà thú bản tôn, đây là một loại phi thường nhỏ gầy quái vật, toàn thân cảm giác chỉ còn lại ra cùng xương cốt, thân thể là đứng thẳng, bộ dáng cực kỳ xấu xí, có ba con mắt, một mảnh huyết hồng. Hưu, năm con mị tà thú thân thể đồng thời chấp động, dùng tốc độ khủng khiếp hướng đại quân vào tới, ba con mắt bên trong hắc quang bắn nhanh mà ra, chui vào phía trước năm người trong đầu. Hiu hiu hiu, mấy chục người khóa chặt cái này năm con mị tà thú công kích, bầu trời tầng tầng chấn động, đầy trời lưu quang đánh vào năm con mị tà thú trên thân, phòng ngự của bọn nó không tính rất mạnh, chống đỡ mấy vòng sau nổ thành bột mịn. Cho bọn hắn phục dụng đãng ma đan, đừng bị ma hóa, những người còn lại tiếp tục thúc đẩy. Kỳ thanh trần thanh âm vang lên, kỳ nguyệt kỳ hà trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra mấy cái hương khí nồng đậm đan dược, giang giật lúc này đột nhiên mở miệng, chờ chút. Kỳ nguyệt kỳ hà ngạc nhiên nhìn sang, kỳ thanh trần cũng có chút nghi ngờ nhìn giang giật một chút, nàng nghe nói qua giang giật có rất nhiều thần kỳ địa phương, nhưng cũng không biết rõ chứ tiểu triện ký tự có thể tịnh hóa kiểu làm sạch, minh khí. Giang giật không nói nhảm, thân thể bay đi, một tay đập vào bị mị tà thú công kích một người phía sau. Chứ tiểu triện ký tự lặng lẽ tiến vào thử nhân thân thể người này trong đầu dạo qua một vòng, ánh mắt người nọ lập tức mở ra, đầy mắt kinh ngạc hướng Giang giật nhìn lại. Hiu, Giang giật không để ý tới hắn, nhanh chóng hướng mấy người khác bay đi, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian liền đem năm người trong thân thể minh khí toàn bộ tịnh hóa kiểu làm sạch. Ây, rất nhiều người sướng sờ nhìn qua Giang giật, đều quên công kích minh sứ, kỳ nguyệt kỳ hà nhãn tỉnh sáng lên, đãng ma đan thế nhưng là rất đắt, chỉ có đãng ma quân nội bộ mới có thể luyện chế, là chuyên vì thanh lý minh khí luyện chế. Mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ có chút ít đáng ma đan phối trí, suy nghĩ nhiều muốn, kia xuất chiến công đổi, giống như cầm thần nguyên mua nói càng là giá trên trời, một viên cần 10 vạn thần nguyên. Nói một cách khác, Giang giật đập mấy lần tự kiếm lời 50 vạn thần nguyên, mà lại Giang giật tốc độ này quá nhanh, đáng ma đan ít nhất phải mấy nén nhang mới có thể có hiệu quả, chờ mọi người khu trục minh khí hẳn là nhỏ hơn nửa canh giờ, tại cái này gần nửa canh giờ bên trong, sức chiến đấu của bọn họ sẽ nghiêm trọng bị suy yếu. Ông! rất nhiều mắt người đều phát sáng lên, xem Giang Giật ánh mắt không có nửa điểm đùa cợt, ngược lại rất là nóng rực. Giang Giật có được thần thông như thế, đây chính là một cái cường đại trị liệu sư A, bọn hắn hoàn toàn có thể không cần cố kỵ minh khí, chúng chiêu có thể trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu, đây chính là vô địch vú em A. Ha ha, Kỳ Thanh Trần nhìn Giang Giật vài lần, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, cũng không có nói cái gì, mà là hạ lệnh tiếp tục thúc đẩy. Giang Giật cảm nhận được bốn phía phóng tới nóng rực ánh mắt, trên mặt cũng không có đặc thù thần sắc, tại lần trước minh giới xâm lấn địa sát giới lúc, hắn đã thấy nhiều loại ánh mắt này, cũng không cảm thấy chính mình bao nhiêu lợi hại, đây chỉ là vô danh thần công đặc thù thôi. Đẩy vào hơn 10 dặm về sau, phía trước xuất hiện 8 cái hài cốt cự nhân, còn có ba cái mị tà thú, lần này giang giật không có dấu nghề, hắn nhìn thấy kỳ thanh trần không ý định động thủ, để độc linh mang theo hắn cấp tốc tới gần hài cốt cự nhân. Sau đó thả ra chữ tiểu truyện ký tự hóa thành lưu tinh vũ đột nhiên đánh vào một cái hài cốt cự nhân trên thân, tay trái hỏa long kiếm xuất hiện, theo trong lòng bàn tay vận chuyển ra dung hợp hỏa diễm, đột nhiên hướng bên trái một cái mị tà thú bổ tới, để phong long dẫn dắt dung hợp hỏa diễm công kích mị tà thú. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hai cốt cự nhân bị chữ tiểu triện ký tự đánh chúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến yếu, bên kia mị tà thú càng là toàn thân bốc cháy lên, nhiệt độ quá cao, thoáng cái tự bị gian giật làm trọng thương. A, à giang giật bên người mấy người bị thiêu đốt, hoảng sợ lui nhanh. Độc linh ngược lại là không có việc gì, giang giật lặng yên vận chuyển một tia hỏa linh châu bên trong năng lượng để hắn khỏi bị nhiệt độ cao nỗi khổ. Dấu hàng vẫn rất thêm đây này, kỳ thanh trần ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nàng đã sớm biết giang giật bất phàm, nếu không cũng sẽ không loạn cho giám quân chi vị. Biện sát quân chủ coi trọng như thế người sẽ kém đi nơi nào lần này Diệp Thánh còn liên danh sắc phong, như Giang Giật chỉ là y phiêu phiêu nhi tử, Diệp Thánh tuyệt đối sẽ không cho mặt mũi này, cái này tổng các chủ thế nhưng là nổi danh tính khí thối. Có giang giật xuất thủ, lần này minh tướng công kích bóng chốc bị tan giã, kỳ thanh trần từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cái này cấp bậc chiến đấu còn chưa tới phiên nàng xuất thủ. Tại sở hữu minh tướng bị diệt về sau, giang giật lại ra tay giúp mười mấy người tịnh hóa kiểu làm sạch minh khí, lần này toàn bộ hỏa phượng quân đều đối giang giật chịu phục, tinh thần đại chấn, có giang giật tại cái này về sau bọn hắn yên tâm tự công kích chính là, căn bản không cần cố kỵ minh khí xâm nhập, cái này chiến đánh cho quá đã thoải mái. Toàn thể chú ý, tại đại quân đẩy vào trăm dặm về sau, kỳ thanh trần lông mày vặn, nàng một đôi mưa bụi tràn ngập con ngươi nhìn qua nơi xa, trong tay màu đỏ nhuyễn kiếm phát sáng lên, có chút ngưng trọng nói ra, sở hữu minh tướng xuất động, giang giật trở về, người trước khác đừng công kích, ổn định hậu phương lại phối hợp tiêu diệt toàn bộ. chương 1497, cô nàng này quá mạnh, game điện thoại đã thượng tuyến. Tạch tạch tạch, ô ô, khạc khạc hạp cốc này bên trong tất cả minh tộc hẳn là đều động, phía trước hắc vụ bên trong truyền đến từng đạo tiếng quái khiếu, một cỗ khí thức cường đại phô thiên cái địa vào tới, giang giật thật sớm lui ra phía sau, để trước mặt cường giả ngăn trở minh giới sinh vật khí thức, hắn cảnh giới quá thấp, chính diện có thể gánh không được minh tướng. Uống hay, hỏa phượng trong quân sáu cái phong hào chiến thần cấp cường giả sông lên phía trước nhất, khí thế toàn thịnh trận minh tướng khí thức cường đại. Kỳ thanh trần thân thể cũng bay đi, đứng ở phía trước nhất nàng một thân ngân sắc chiến giáp quang mang vạn trược, một cỗ tựa như núi cao khí thức từ trên người nàng phóng thích mà ra, để giang giật bọn người thoáng cái tựu dễ dàng rất nhiều. Công kích từ xa, kỳ thanh trần chợt quát một tiếng, nguyễn kiếm trong tay đột nhiên hướng phía trước bổ tới, một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất chui vào phía trước trong khói đen, sau đó đột nhiên bạo tạc, đem hắc vụ cho nổ tan, cũng đem hai cái hài cốt cự nhân nổ lui trăm trượng phụ cận một đám minh sứ càng là tươi sống bị tạc toái, uy lực dọa người. Hiu hiu hiu, hơn 100 người toàn bộ bắt đầu công kích từ xa, các loại lưu quang bắn ra, đem mở tối hẻm núi chiếu sáng. Bên kia hắc vụ còn có lít nha lít nhít minh giới đại quân cũng bị từng mảnh từng mảnh nổ bay, không gì hơn cái này khoảng cách xa, ngoại trừ kỳ thanh trần công kích bên ngoài, những người còn lại công kích đối minh tướng cũng không có quá lớn hiệu quả, vẻn vẹn để một chút minh tướng thụ thương thôi. Giang giật, tại ta phía trước phóng thích hỏa diễm, kỳ thanh trần lần nữa khe kêu, giang giật sướng sở thân thể bay đi, Tại kỳ thanh trần phía trước đứng thẳng một tay hỏa diễm liên tục không ngừng gào thét mà ra đồng thời hắn một cái tay khác đập vào kỳ thanh trần trên lưng thâu nhập một đạo hỏa linh châu bên trong năng lượng a à, không biết là bởi vì cùng giang giật có tứ chi bên trên tiếp xúc còn là bởi vì giang giật đưa vào không hiểu năng lượng kỳ thanh trần thế mà tại như thế thời khắc mấu chốt sửng sốt một chút giang giật quét nàng một chút một bên bay vụt mà quay về một bên truyền âm nói người làm gì ngẩn ra a à, minh tướng giết tới ta rút lui trước kỳ thanh trần tỉnh ngộ lại Nguyễn kiếm trong tay vội vàng múa, từng đạo kinh khủng bão tố phong gào thét mà đi, đem trước mới bay múa hỏa diễm toàn bộ quét sạch hướng minh giới sinh vật bay đi. Trong chốc lát khắp thiên đều là hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ cao đem trước mới bay bắn mà đến rất nhiều minh giới sinh vật bao phủ đi vào, một chút cấp thấp minh sứ trực tiếp hóa thành cho bụi, mười mấy con mị tà thú thân ảnh cũng nổi lên. Giết, kỳ thanh trần bạo giống một tiếng, thân thể như một đạo như gió mát xuất vào phía trước minh giới trong đại quân, mặt trước cái kia ít nhất có ba cái hải cốt cự nhân, còn có rất nhiều mị tà thú, nàng thế mà cứ như vậy tiến lên, dữ dội đến ép một cái. Giết, sau cái phong hào chiến thần cấp bậc cường giả theo sát phía sau, đây đều là kỳ gia cường giả, sợ kỳ thanh trần có nửa điểm sơ suất. Còn lại cường giả cũng nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu vật lộn, công kích từ sao uy lực quá yếu, muốn phá hủy những này minh tướng chỉ có cận thân. Độc linh một tay mang theo giang giật, một tay mang theo địch linh nhi đi theo cuối cùng. Độc linh chiến lực kỳ thật mạnh phi thường, Bất quá Giang Giật không dưới mệnh lệnh hắn sẽ không động thủ, hắn cũng biết đánh giết minh tướng, Giang Giật so với hắn tác dụng lớn hơn. Hắn mang theo hai người trái đột rẽ phải, Giang Giật khống chế chứ tiểu triện ký tự phụ trợ công kích, thuận tiện xem ai bị minh khí xâm nhập giải cứu một phen. Địch Linh Nhi chiến lược quá yếu, mặc dù đã sớm được ban cho cho phong hào, nhưng nàng một mực không dám ra tay, sợ mộ thương người một nhà, chỉ có thể cầm cái ấn thạch, bốn phía ghi chép chiến đấu đi qua. Một bên chỉ có hơn 100 người, một bên khác lại có hơn 10 vạn minh giới đại quân, còn có tám chục cái minh tướng, nhìn tựa hồ thực lực xa xa không đối xứng. Nhưng chiến cuộc lại bị áp chế, mà lại hỏa phượng quân bên này rất nhanh ổn định thế cục, từng bước chiếm cứ thượng phong. Ta dựa vào, cô nàng này quá mạnh, có thể nhanh như vậy chiếm cứ thượng phong là bởi vì kỳ thanh trần, một mình nàng hấp dẫn đại bộ phận minh tướng lực chú ý, để mọi người căn bản không có tiếp nhận áp lực quá lớn. Giang giật liếc mấy cái cũng âm thầm líu lưỡi, Kỳ Thanh Trần hẳn là tu luyện phong hệ pháp tắc cường giả, thân thể của nàng giống như một trận như gió mát, nhìn xem muốn bị đánh trúng, nhưng ở một khắc cuối cùng trôi giạt đến bên cạnh, nhiều lần đều hiểm hiểm tránh đi minh tướng công kích. A, à, Giang giật lần nữa hỗ trợ tịnh hóa kiểu làm sạch một cường giả minh khí về sau, quét Kỳ Thanh Trần vài lần kinh nghi phát hiện một việc, Kỳ Thanh Trần trong mắt thỉnh thoảng lấp lánh từng đợt quang mang, một chút muốn công kích nàng minh tướng thân thể lại một trận một trận, để nàng nhiều lần đều có thể chạy ra vây kín. Minh tướng thế mà cũng bị công kích linh hồn. Giang giật nháy nháy mắt có chút mơ hồ, minh giới sinh vật không phải tử vật sao vì sao công kích linh hồn hữu hiệu. Hắn nhìn thấy kỳ thanh trần nguyễn kiếm trong tay mỗi lần vung vẩy, đều có thể xé rách minh tướng lại kinh nghi không thôi, xem ra thanh này màu đỏ nguyễn kiếm hẳn không phải là phàm phẩm, không phải nguyên thủy linh bảo liền là đạo thiên linh bảo. Kỳ thanh trần quá khỏe khoắn, một người xông đi vào minh giới trong đại quân, vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian tự bị nàng chém giết hơn 20 cái cao cấp minh tướng thế cục triệt để ổn định lại, nàng lần nữa đem một cái mị tà thú chém giết về sau, thân thể nhẹ nhàng trở về, khẽ kêu nói các ngươi đỉnh trước lại. Kỳ thanh trần vừa rút lui, mọi người nhất thời cảm giác áp lực đại tăng, có mấy người trong nháy mắt thụ thương. Kỳ thanh trần như một trận như gió mát bay tới giang giật bên người, trầm giọng nói ra, giúp ta khu trục minh khí, ta trúng chiêu. Tốt, giang giật không dám khinh thường, kỳ thanh trần thế nhưng là chủ lực, nàng nếu vô pháp xuất chiến tử thương sẽ rất nghiêm trọng hắn khống chế mấy cái chữ tiểu triện ký tự bay đi kỳ thanh trần mi tâm, tại linh hồn nàng thời điểm bên trong dạo qua một vòng, kỳ thanh trần lại bắn ngược trở về, tiếp tục gia nhập chiến cuộc. Các loại chờ kỳ thanh trần trở về, chiến cuộc triệt để đại định, nàng công kích một vòng, một người lại đem đại bộ phận minh tướng lực chú ý hấp dẫn. Chúng cường giả công kích đặc biệt nhẹ nhóm, những cái kia người bị thương nhanh chóng triệt thoái phía sau, chiến cuộc đã ổn định không cần liều mạng, có thể không chết ai cũng không muốn chết. Vù vù, Giang giật để mấy cái thủ thương quân sĩ một bên chữa thương, một bên bảo hộ địch Linh Nhi. Hắn thì tại độc linh dẫn đầu dưới, toàn lực phụ trợ chiến đấu. Tại hắn chứ tiểu triển ký tự lần lượt đánh ra về sau, minh tướng trên người minh khí bị nhanh chóng tịnh hóa kiểu làm sạch, không có minh khí minh tướng chiến lược hội đại yếu, đánh giết quá đơn giản. Ba nén hương, vẻn vẹn ba nén hương thời gian, sở hữu minh tướng bị giết, mà lại không có chết một cái người, vẻn vẹn chỉ có hơn 40 người thụ thương mà thôi. Còn lại minh sứ đối với toàn bộ đều là chiến thần cấp bậc hỏa phượng quân tới nói cùng dê con không có khác nhau, kỳ thanh trần trở về, lần nữa để giang giật đuổi trong thân thể cùng linh hồn bên trong minh khí, bất quá tại chữ tiểu triện ký tự du tổ nàng toàn thân lúc, sắc mặt nàng khẽ biến, vô cùng mất tự nhiên. Giang giật không hiểu, cũng có chút không hiểu thấu, bên cạnh địch linh nhi lại hiểu, nàng lần thứ nhất để giang giật hỗ trợ khu trục minh khí lúc cũng có loại cảm giác này. Các nàng thế nhưng là hoa cúc đại khuê nữ, tay nhỏ còn không có bị nam nhân sờ qua đâu, Giang giật khống chế chữ tiểu chuyện ký tự du tẩu các nàng toàn thân, các nàng tự nhiên cảm giác toàn thân đều bị Giang giật sờ soạn một lần. Giang giật không có quản kỳ thanh trần, giúp nàng tịnh hóa kiểu làm sạch về sau, từng cái giúp hỏa phượng quân tịnh hóa kiểu làm sạch, chờ toàn bộ người tịnh hóa kiểu làm sạch, xong tiêu diệt toàn bộ hành động cũng kém không nhiều đến hồi cuối. Hắn lúc này mới đem trong đầu nghi hoặc ném đi ra, thượng tướng quân A, ta vừa rồi nhìn thấy người dùng công kích linh hồn công kích minh tướng, cái này minh tướng không phải tử vật sao vì sao. Kỳ thanh trần liếc mắt, triệt để bị giang giật đánh bại, nàng im lặng giải thích nói, người gặp qua có thể nói chuyện tử vật ngươi gặp qua có thể khống chế minh nô tử vật ngươi gặp qua hiểu được chiến thuật tử vật minh tướng cùng minh sứ đều là minh giới sinh vật, cũng không phải là tử vật, bọn chúng chỉ là minh giới thai ngén mà ra quái vật, mà không phải chết đồ vật. Ngươi trí thông minh này, cũng không biết địa sát vương vì sao coi trọng như vậy ngươi. Có linh hồn, giang giật hổ khu chấn động, cũng không hề để ý kỳ thanh trần diễu cợt, ngược lại đôi mắt bắt đầu mâm lung. Nếu có linh hồn, hắn thần âm thiên kỹ có hay không có thể phát huy được tác dụng. Giống như có thể phát huy được tác dụng, vậy hắn một người liền có thể trấn áp trăm vạn minh giới đại quân A. chương 1498, càng chạy càng xa. Không đúng. Giang giật nghĩ nghĩ phát hiện có cái vấn đề lớn, hắn thần âm thiên kỹ trước mắt chỉ có thể dùng đánh đàn phương thức phóng thích. Tiếng đàn cùng một chỗ đoán trừng hỏa phượng quân ngoại trừ kỳ thanh trần bên ngoài, toàn bộ đều muốn chúng chiêu, đến lúc đó ai đi đánh giết minh giới sinh vật vạn nhất minh giới sinh vật không chúng chiêu, bên này hỏa phượng quân ngược lại chúng chiêu, vậy liền mã lạc qua bích. Cái này còn được chậm rãi thí nghiệm, tìm biện pháp để tiếng đàn không ảnh hưởng người một nhà mới được, quay đầu lại nhìn đi. Giang giật âm thầm trầm ngâm, thứ này không vội vàng được, nội tâm của hắn ngược lại là có chút hưng phấn lên. Chỉ cần cái này thần thông có thể hoàn mỹ phóng xuất ra, về sau chiến công liền tốt làm, coi như hỏa phượng quân một mực chỉ có ngần ấy người, bọn hắn cũng có thể đối chiến trăm vạn minh giới đại quân tình huống bên ngoài ổn định hắn cũng không để ý tới một lòng suy nghĩ muốn dùng thần âm chiến kỹ đối địch đầu tiên áp bách vượt qua một cái lớn nhất nan đề cái kia chính là không ảnh hưởng người một nhà thanh âm là vô hình có thể hướng bốn phương tám hướng truyền bá làm sao khống chế thanh âm định hướng truyền bá giang giật nghĩ mãi mà không ra hắn nghĩ đến nghĩ thế mà nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái toàn tâm bắt đầu lĩnh hội Bên cạnh độc linh vội vàng một tay mang theo hắn, kỳ thanh trần liếc mấy cái có chút im lặng, mặc dù tiêu diệt toàn bộ lập tức sẽ kết thúc, nhưng còn tại chiến trường tựu bế quan, lá gan này cũng quá lớn a. Tiêu diệt toàn bộ hành động tại một canh giờ sau triệt để kết thúc, kỳ phi dẫn người dạo qua một vòng, tại trong hạp cốc không có tìm được bất luận cái gì sống minh giới sinh vật, cũng không có tìm được có minh giới đại trận, kỳ thanh trần hạ lệnh hồi trở lại đáng ma cốc. Trở về đường đi luôn luôn so với phát thời điểm muốn dễ chịu rất nhiều, đường về nhà cũng hầu như cảm giác gần một chút, nhiệm vụ lần này phi thường viên mãn, trọng yếu nhất chính là không có chết một cái người. Mặc dù có mấy người bị đả thương nặng, có nhân thủ cước đều bị xé nứt tàn phế, nhưng đạt tới bọn hắn cấp bậc chân gãy trùng sinh cũng không phải là việc khó, chỉ cần không chết hết thảy đều là mỹ hảo. Một lần đại chiến, để hỏa phượng quân sĩ khí cao ngang tới cực điểm, kỳ thanh trần sung phong đi đầu, chiến lực biêu hãn, còn có giang giật kỳ dị thần thông, để sở hữu quân sĩ đều cảm giác cái này chiến đánh phi thường thống khoái mà lại kỳ thanh trần không phân chiến công mọi người phân xuống tới chiến công là khả quan mặc dù điểm ấy chiến công đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói cũng không tính quá nhiều nhưng đây chỉ là một lần nhiệm vụ a quanh năm suốt tháng xuống tới mọi người đạt được chiến công sẽ có bao nhiêu tại đảng ma cốc chiến công đại biểu hết thảy người đạt được chiến công càng nhiều tài nguyên cũng sẽ đạt được càng nhiều chiến công có thể hối đoái thần binh lợi khí có thể học tập thần thông bí thuật có thể vào nguyên thủy đạo thiên hồng mông tam đại bí cảnh dạng này tiểu hình thành một cái tốt tuần hoàn mọi người thực lực càng ngày càng mạnh tại cái này lăn lộn mấy năm xuống dưới rất có thể rất nhiều đều có thể đạt tới phong hào chiến thần mọi người thấy một đầu kim quang lóng lánh thông thiên đại đạo cảm giác đi theo kỳ thanh trần cùng giang giật tương lai tươi sáng hỏa phượng quân lực ngưng tụ cũng vô hạn tăng lên hơn một trăm người cao hứng bừng bừng bay trở về đi lần này dòng dã nhanh hai canh giờ liền trở về tế đàn giang giật một đường vẫn như cũ đang bế quan nghĩ đến làm sao đem thần âm thiên kỹ định hướng thẳng đến đến tế đàn còn không có tỉnh táo lại. Độc Linh bất đắc dĩ truyền âm cho hắn, không phải đợi chút nữa truyền tống đồng dạng sẽ cưỡng ép cắt ngang hắn. Ây, trở về nhanh như vậy a? À. Sang giật mơ mơ màng màng tỉnh táo lại, dẫn tới bốn phía một mảnh cười vang. Bất quá lần này đại gia đối với hắn ấn tượng hoàn toàn khác biệt, cũng coi hắn là làm chân chính giám quân, không nói sùng bái đi, chỉ ít cũng chịu phục. Đi, Kỳ Thanh Trần vung tay lên, truyền tống trận phát sáng lên, truyền tống mấy canh giờ mọi người đã tới đãng ma cốc. A, đãng ma cốc trên quảng trường có các đại thế lực thám tử, chờ hỏa phượng quân truyền tống tới về sau, rất nhiều thần thức quét tới vô số người đầy mắt kinh ngạc, bởi vì hỏa phượng quân đi thời điểm bao nhiêu người, sau khi trở về đồng dạng nhiều người như vậy. Lần này hỏa phượng quân tiếp nhiệm vụ đã sớm truyền ra, 100 tên minh giới, 20 vạn minh sứ, hỏa phượng quân tự hơn 100 người, mặc dù mỗi cái đều là diệt ma chiến thần cấp bậc, kỳ thanh trần vẫn là phong vương cấp cường giả, nhưng một người không chết thế này thì quá mức rồi hồi doanh chỉnh đốn một ngày trời sáng tiếp tục xuất chiến chỉnh đốn trong lúc đó toàn thể tự do hành động không phải nháo sự kỳ thanh trần phất phất tay hạ lệnh sau đó một người bay trở về chính mình tòa thành hỏa phượng quân cao hứng bừng bừng riêng phần mình tản ra có rút quân về doanh chữa thương có tìm rượu quán uống rượu còn có bên trên thanh lâu tìm thú vui chúc mừng đại thắng tại cái này đãng ma cốc cái gì cũng có nơi này chính là một cái vương quốc độc lập Linh Nhi tiểu thư, người đi nhận lấy chiến công, kỳ nguyệt các người đi cùng, quay đầu đem chiến công phân phát, ta đi về nghỉ trước. Giang giật khoát tay áo, coi thường rất nhiều quăng tới ánh mắt, mang theo độc linh hướng chính mình tòa thành đi đến. Địch Linh Nhi thì cùng kỳ nguyệt kỳ hà hướng tổng các đi đến, đây là các nàng việc nằm trong phận sự, những sự tình này cũng nhất định phải các nàng tới làm. Trở lại lâu đài nhỏ, Giang giật vừa lúc gặp được mạch hoài Tan chuẩn bị đi ra ngoài, nàng ăn mặc rất diễm lệ, đoán chừng là đi tham gia cái gì yến hội loại hình. Nhìn thấy Giang Giật trở về nàng bản năng sướng sờ, miễn cưỡng cười nói, Giang Giật, người không phải làm nhiệm vụ sao làm sao nhanh như vậy trở về. Tiêu diệt toàn bộ xong, Giang Giật lễ phép tính trả lời, thuận miệng hỏi, Hoài Tăng tiểu thư muốn đi ra ngoài A, nếu không ta để độc linh đưa ngươi. Không cần, Mạch Hoài Tăng có chút lúng túng nói ra, chờ một chút Long Công Tử tổ chức yến hội, sẽ phái người tới đón, Giang Giật. Nếu không ngươi cũng đi chơi đùa Long Công Tử thế nhưng là Long Thiên Vương tôn tử cùng đáng ma quân quan hệ khiến cho quá cương, về sau sợ là sẽ phải gây bất lợi cho ngươi. Ha ha ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười to, đùa cợt nói ra, đã rất bất lợi, cùng bọn hắn quan hệ là không thể nào làm tốt, hoài tăng tiểu thư ngươi chính mình đi chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Mạch hoài tăng cúi đầu, nội tâm thiên nhân giao chiến, nàng rất rõ ràng Giang giật ý tứ, như đi ra cái cửa này, sợ là về sau chỉ có thể cùng Giang giật càng chạy càng xa, không còn có có thể có bất kỳ gặp nhau cộc 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 bên ngoài vang lên chiến xa thanh âm hiển nhiên đón nàng chiến xa đã đến mạch hoài tang cắn răng ngẩng đầu miễn cưỡng cười một tiếng dứt khoát đi ra phía ngoài giang giật đưa mắt nhìn nàng rời đi khóe miệng một mực mang theo mỉm cười bất quá nụ cười này có chút lạnh ai các loại chờ mạch hoài tang rời đi giang giật khẽ lắc đầu thở dài đi vào gian phòng của mình tại cửa ra vào lúc hắn đột nhiên nhớ tới quay đầu cùng độc linh hỏi độc linh Ngươi nói có hay không biện pháp để thanh âm định hướng truyền bá? Tỉ như ta thổi địch, chỉ có người phía trước nghe được, tả hữu cùng người phía sau lại một chút cũng nghe không được. Cái này, Độc Linh nháy nháy mắt, trầm ngâm một lát mới lắc đầu nói, cái này thuộc về thần âm pháp tác loại, ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều. Bất quá, Đãng Ma Cốc có cái thần thông các, bên trong tàng thư ngàn vạn, chế chúc thiếu chủ hẳn là có thể phân đến không ít chiến công, Người có thể đi đổi mấy quyển nhìn xem. Đúng a, à, Giang giật đôi mắt sáng lên hắn làm sao không nghĩ tới, thần âm pháp tác cảm ngộ người mặc dù thiếu, nhưng trước kia cũng không phải là không có, hẳn là lưu lại không ít bí tịch, nói không chừng tự có phương diện này. Tại tòa thành bên trong đợi hơn một canh giờ, địch Linh Nhi trở về, chiến công đã cấp cho hoàn tất. Nàng cho Giang Giật mang đến một cái đặc biệt huy chương, đây là đảng ma quân chiến công huy chương, có thể ghi chép chiến công. Thứ này Giang Giật trước kia tại diệt ma các dùng qua, hắn tùy ý luyện hóa cảm ứng thoáng cái, con người đột nhiên co rụt lại, kinh hô lên, năm vạn làm sao nhiều như vậy chiến công. chương 1499, mặt quả nhiên không phải rõ ràng đánh. Nhiệm vụ lần này hết thải tựu trăm vạn chiến công, hỏa phượng quân xuất chiến cộng lại có hơn 140 người. Coi như kỳ thanh trần một phần không muốn, giống như chia đều mỗi người cũng liền 6-7 ngàn, hắn là giám quân có thể lấy thêm điểm, nhưng cũng không thể có năm vạn nhiều. Địch Linh Nhi ngòn ngọt cười, giải thích nói, đây là ý của mọi người nghĩ, có người tại không cần tiêu hao đáng ma đan, về sau chúng ta muốn đổi đãng ma đan cần tiêu hao không ít chiến công, mà lại ngươi xuất lực cũng thật lớn. Mặt khác, của ta chiến công cho ngươi, ta cầm không có tác dụng gì. Ách, Giang giật có chút kinh ngạc, sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, Linh Nhi tiểu thư, cái này không thể được, ngươi cũng cần chiến công tu luyện, sao có thể cho ta đâu. Hi hi, địch Linh Nhi phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi, nghịch ngợm nói ra, ra ra của ta là tổng các chủ, ta muốn chiến công quá đơn giản. Ta cảnh giới đã đủ cao, liền là năng lực thực chiến quá thấp, lần này ta cùng thanh trần tiểu thư giống nhau là đến rèn luyện. Giang giật, chờ ngươi quay đầu lên như diều gặp gió trả lại cho ta chính là. Tốt ha, Giang giật bất đắc dĩ nhún vai, cảm kích hướng địch Linh Nhi nhìn một cái, hắn đứng lên nói, vậy ngươi nghỉ ngươi trước. Ta đi thần thông các tìm kiếm thần âm pháp tắc loại bí thuật. Thần âm pháp tắc, địch Linh Nhi đôi mắt sáng lên nói, ta và ngươi cùng đi chứ, ngươi biết ta cũng tu luyện thần âm pháp tắc, đối với phương diện này ta coi như có chút hiểu. Đúng thế, Giang giật tỉnh ngộ lại địch linh nhi thần âm pháp tắc cảm mộ đã phi thường sâu so với hắn còn mạnh hơn một chút chỉ là hắn đem thiên tuyển vận luật dung hợp đi vào mà thôi sở dĩ uy lực lớn nhiều địch linh nhi xuất sinh đại gia tộc đối với thần âm pháp tắc chắc chắn sẽ không lạ lẫm hắn vội vàng thỉnh giáo linh nhi tiểu thư người cũng đã biết có cái gì bí thuật có thể làm cho thanh âm định hướng nói cách khác ta muốn cho ai nghe được liền để ai nghe được a à, địch linh nhi phi thường thông minh nếu không cũng sẽ không như thế tiểu nhân niên kỳ tựu đạt tới cảnh giới cao như vậy đại gia tộc công tử tiểu thư thế nhưng là rất nhiều tài nguyên vô hạn không có tuyệt đỉnh thiên tư khẳng định tăng lên không được nhanh như vậy giang giật nói chuyện nàng tựu đã hiểu đôi mắt đẹp lóe sáng lóe sáng kinh hô lên nói giang giật ngươi là muốn dùng thần âm pháp tác đối phó minh tộc không sai giang giật vuốt cằm nói linh nhi tiểu thư nhưng có biện pháp định hướng truyền âm cái này kỳ thật không tính rất khó khăn tuyệt đối có biện pháp Địch Linh Nhi cho Giang giật một cái thành thơi thạch, lập tức lại tạt một chậu nước lạnh, bất quá minh tộc sinh vật mặc dù có linh hồn, vấn đề là bọn chúng cùng nhân tộc không giống, minh giới sinh vật đều là minh khí thai nghén mà ra, cũng không có thất tình lục dục, mà thần âm pháp tác chủ yếu là thông qua thất tình lục dục ảnh hưởng địch nhân. Trong lịch sử rất nhiều tu luyện thần âm pháp tác cường giả đã từng nghĩ tới biện pháp, nhưng ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, người cái này thần âm pháp tác rất kỳ lạ, có thể hay không ảnh hưởng ta cũng không biết. Dạng này a à. Giang giật đầy cõi lòng cảm xúc mạnh mẽ, thoáng cái trở nên tẻ nhạt vô vị, hắn suy nghĩ một chút nói, vẫn là đi tìm một chút đi, chậm rãi thí nghiệm một phen, giống như không được thì thôi. Ừm, đi thử xem, vạn nhất làm được lời nói, đây tuyệt đối là đại sát chiêu. Địch Linh Nhi rất là chờ mong, tựa như thần thông của mình, nàng sở dĩ một mực kiên định không thay đổi đứng tại Giang giật bên này, kỳ thật cũng cùng Giang giật kia một bài thần khúc có quan hệ, nàng đối với thần âm pháp tắc phi thường yêu thích, Giang giật tạo nghệ cao hơn nàng, tự nhiên có thể làm cho nàng tràn ngập sùng bái chi tâm. Ba người nhanh chóng rời đi tòa thành hướng tổng các đi đến, tổng các tòa thành phi thường lớn, bên trong thật to nho nhỏ đại điện đoán chừng có hơn ngàn cái, thần thông các ngay tại lầu hai một cái thiền điện bên trong. Ba người tiến vào tổng các về sau, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đại đa số đều là nhìn về phía giang giật. Giang giật tại đảng Ma Cốc rất nổi danh, đoán chừng không biết hắn người vô cùng ít ỏi, đương nhiên, những ánh mắt này cơ bản không mang theo thiện ý, thậm chí rất nhiều người còn rõ ràng tràn đầy địch ý. Giang giật coi thường những ánh mắt này, trực tiếp đi lên lầu 2, tìm được thần thông các đại điện. Cái này đại điện rất lớn, bên trong bao hàm lấy 5 cái tiểu điện, mỗi cái bên trong cung điện nhỏ đều có từng hàng giá sách, bày đầy các loại thần thông cùng bí thuật, cùng diệt ma các không sai biệt lắm, nơi này thần thông bí thuật đều là bản chép tay, phía trên cũng có cấm chế. Giang giật đang chuẩn bị cùng bên trong một cái quản sự hỏi thăm thần âm pháp tác loại thần thông cùng bí thuật ở đâu một tên mặc màu đen trưởng lão lão giả lạnh băng băng đi tới nói, thật có lỗi, ba vị, gần nhất thần thông các tại chỉnh lý tự tra, tạm thời ngừng mua sắm mượn đọc thần thông bí thuật, các người quay đầu lại đến đi. Ừ, Giang giật con người thoáng cái lạnh, vừa mới rõ ràng có người vừa mới ra ngoài, trong tay còn cầm một bản bí tịch. Hắn vừa đến đã ngừng mua sắm mượn đọc, dù thiên nghịch hảo thủ đoạn A, đây là muốn triệt để âm chết bọn hắn A. Địch Linh Nhi rõ ràng cũng đã nhìn ra, nàng gương mặt xinh đẹp đều là tức giận, chỉ vào ngoài cửa nói ra, vừa rồi người kia tại sao có thể mua sắm vì sao chúng ta vừa đến đã không được. Ta đây không biết, quản sự lạnh lùng nhún vai một cái nói, ta vừa mới thu được thành thống lĩnh mệnh lệnh, các người có bất kỳ nghi vấn có thể đi tìm thống lĩnh đại nhân. Tốt, Giang giật nhìn thấy địch Linh Nhi còn muốn cái, khoát tay áo nói, Linh Nhi tiểu thư, người cùng một cái tiểu quản sự dài dòng cái gì đi thôi. Nói xong Giang giật lôi kéo địch Linh Nhi tay đi ra phía ngoài, ra thiền điện trực tiếp đi xuống lầu dưới, địch Linh Nhi còn tức giận không thôi nói ra, không được, ta phải tìm thành thống lĩnh phân xử thử đi, cái này quá khi dễ người. Ha ha, Giang giật cười khổ một tiếng nói, Linh Nhi tiểu thư, người xuất thân đại gia tộc, không hiểu quan trường A. Người cùng đám này tên giảo hoạt phân rõ phải trái, hắn có thể cùng ngươi nói một ngày một đêm, mà lại ngươi còn bắt không được hắn nửa điểm lỗ thùng, coi như thượng cáo đến ba cái thống soái nơi đó cũng vô dụng chờ xem, về sau loại này buồn nôn sự tình còn nhiều nữa, Du Thiên nghịch mặt quả nhiên không phải rõ ràng đánh. Địch Linh Nhi bĩu môi, không nói một lời đi theo Giang Giật đi ra khỏi thành lâu đài, ra đến bên ngoài nàng mới tỉnh táo lại, còn người nhất chuyển nói, không bán tựu không mua, bản tiểu thư còn không có thèm đâu. Giang Giật chờ lấy, ta cái này để cho người ta đưa tin trở về, để ra ra gọi người đưa một bản bí thuật như vậy tới. Cái này, Giang Giật có chút trần chờ, nợ người nhân tình cần phải trả lại, chỉ là nghĩ đến hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể gật đầu nói, vậy làm phiền Linh Nhi tiểu thư cùng tổng các chủ. Đây coi là chuyện gì chứ đi, trở về, về sau cũng không tiếp tục đi thần thông các. Địch Linh Nhi nện bước bước nhỏ rời đi, Giang giật chỉ có thể đi theo trở về, chờ đi đến nửa đường địch Linh Nhi tự một người rời đi, hẳn là đi tìm địch thiên quân để cho người ta truyền lời cho địch Minh. Giang giật mang theo độc Linh đi về nghỉ, đại chiến một trận tinh thần hắn có chút mỏi mệt, nguyên bản còn muốn đi 10 vạn lần tu luyện mật thất, náo loạn một màn như thế cũng không tâm tình, mà lại địch linh nhi thần thông bí thuật đoán chừng rất nhanh sẽ bị người mang đến, hắn dứt khoát đi ngủ một giấc. Ngủ người cái canh giờ, giang giật sau khi tỉnh dậy cảm giác thần thanh khí sảng. Độc linh cảm ứng hắn tỉnh lại, vào đây bẩm báo. Địch linh nhi thần thông bí thuật còn không có làm ra, ngược lại tới một cái đặc thù nhân vật y bất hối thế mà tới, mà lại giờ phút này ngay tại trong phòng khách ngồi. Hắn không phải bị nhốt một tháng sớm phóng xuất, giang giật hơi nghi hoặc một chút, cái này coi như là biểu ca của hắn, cũng không biết hắn tới đây làm gì chẳng lẽ có y phiêu phiêu tin tức. Cắt cắt chương 1500, lão ưng vương tiểu ưng vương cùng một chỗ đánh. Y bất hối có thể sớm ra, nhưng thật ra là bởi vì giang giật. Y đồ biết được giang giật tới đãng ma quân doanh, suy nghĩ quan hệ không muốn khiến cho như vậy cương. Hắn đời này phân tự nhiên không có khả năng ra mặt, chỉ có thể phái đời thứ ba ra, y bất hối ngày đó cùng giang giật cùng đi thăm tù. Đó cùng giang giật quan hệ hẳn là rất không tệ a à kết quả là y đồ liền mời bày ra mị ảnh vương đem y bất hối đưa tới đãng ma quân doanh, cùng Giang giật liên lạc một chút tình cảm, để hắn đối mị ảnh tộc không đến mức sâu như vậy địch ý. Giang giật mang theo độc linh đi tới, y bất hối một thân bạch y bồng bình, phong lưu phóng khoáng, thản nhiên ngồi uống trà, động tác yêu nhã, không có nửa điểm làm ra vẻ, đây là quý tộc trời sinh tựu có được khí chất. Y bất hối nhìn thoáng qua Giang giật đứng lên, có chút mỉm cười gật đầu, để cho người ta như mộc xuân phong. Ánh mắt của hắn chuyển hướng độc linh, cười nhạt nói, "Áo phàm, chúc mừng ngươi cảm mộ thần linh đâm." Y bất hối sau khi đi vào, vốn muốn tìm Độc Linh phiếm vài câu, bất quá Độc Linh không có phản ứng hắn. Giờ phút này rốt cục có cơ hội, tự nhiên hàn huyên vài câu, kéo kéo một phát quan hệ. Ai ngờ Độc Linh lại cũng không ngô chướng, trầm giọng chắp tay nói, "Y công tử, tại hạ sớm đã bị trục xuất tộc quần, cũng không xứng áo phàm cái tên này, gọi ta Độc Linh liền tốt." Y bất hối cười nhạt một tiếng, cũng không có không thèm để ý, cũng không tại cùng Độc Linh thêm trò chuyện dù sao cũng là giang giật người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giang giật nói, giang giật, trước đó không biết ngươi là tiểu cô nhi tử, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Huyết tan trong nước, chúng ta trong khung chảy xuôi bộ phận huyết dịch là đồng dạng, đây là không cách nào cải biến sự thật. Đối với tiểu cô dứt khoát một mực rất là sùng kính, ta nhớ được khi còn bé tiểu cô thích nhất mang theo ta bốn phía du ngoạn. Giang giật nghe được phía trước một đoạn văn sắc mặt trở nên âm trầm, nghe phía sau kia đoạn nói lại thay đổi tốt. Hắn nhớ tới tại Thánh Ngục tầng 18, y bất hối mắng Nghị Ảnh Vương lão cổ đồng, đối y bất hối giác quan lại tốt một chút. Không cần biết ra sao, y